để chúng ta có một cái lòng tự trọng và bảo vệ cái quyền tự do và cái công nhận cái pháp lý của cái đất nước sở tại trên cái một đất nước tư bản. Thì anh Tuấn chào em gái Lon Liber phải không em? Chào anh Nguyễn Mậu. Thì trong thời gian mà chờ anh chị em vào, chào Bắc Dương em, thì Hoàng Tuấn nó có nói về là trên vấn đề này. Sáng nay Hoàng Tuấn vừa đi làm mà vừa bức xúc, vừa cảm thấy nó khó chịu với một cái con người mà người Việt, dù cho anh Tùng này đó, anh sống ở nước Đức, không biết là cái luật lệ anh hiểu như thế nào, Hoàng Tuấn chưa rành lắm. Hoàng Tuấn mong muốn là Hoàng Tuấn sẽ liên lạc được anh Tùng đó. Thì nói về cái vấn nạn mà anh Tùng hôm qua ở Việt Nam đấy, anh Tùng hôm qua ở Việt Nam bị một anh thượng anh trung úy công an dọa thành tâm, là ở quận 2 Sài Gòn, ở quận 2 Sài Gòn dùng những cái từ ngữ, cái Hoàng Tuấn phải nói là từ ngữ xa trường học đấy, từ ngữ mà kêu bằng xa vô trong quá của một cái người sĩ quan công an, mà thường sĩ quan công an thì ông Tô Lâm nói sĩ quan công an vì dân vì nước, bảo vệ dân, bảo vệ cái an ninh trật tự, chào Thu Dương em, bảo vệ cuộc sống và bảo vệ cái an lành của đất nước. Mà anh Vũ Thanh Tùng này là một người Việt, người Đức gốc Việt về Việt Nam chơi, thì mong rằng các anh chị em share cái link này cho Hoàng Tuấn biết, để cho Hoàng Tuấn muốn gửi cái link này đi trực tiếp tới ông Thượng tá Trần Văn Thưởng, Thượng tá Trần Văn Thưởng, Trần Văn Thương là Phó trưởng phòng Công an Giao thông Đường bộ Đường sắt BC67 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ông ta là phó trưởng phòng, với những cái luận điệu mà dối trá và cái mị dân của ông, lính ông làm sai nhưng ông không đón nhận, ông còn phủ nhận. Vì chỗ mà không phủ nhận chỗ này, Hoàng Tuấn muốn bảo vệ, chào Mộc Lan, Hoàng Tuấn muốn bảo vệ công lý cho một con người Việt gốc Đức hiện giờ đang ở Sài Gòn là anh Võ Thanh Tùng. Thì Hoàng Tuấn lên tiếng nói này, mong cho anh chị trên diễn đàn share cái link này ra, làm sao cái link này đi trực tiếp tới ông Thượng tá Trần Văn Thưởng, Trần Trần Văn Thương là của phòng Công an Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Tuấn rất mừng. Đây là Hoàng Tuấn không phải thách thức, mà Hoàng Tuấn phải nói thẳng để bảo vệ cuộc sống của con người, cuộc sống người Việt chúng ta ở trên cái đất nước tư bản, chứ không phải là Đảng Cộng sản muốn làm gì làm. Đảng Cộng sản muốn làm gì làm. Thì trước khi mà anh chị em vào chờ vào diễn đàn, chào anh chào chú Quynh Giang Minh Tần, chào anh Nguyễn Đình Thiểu, chào Tân Quốc, thì mời anh chị xem cái video này để cho anh chị em có hài lòng hay đồng lòng với Hoàng Tuấn không anh? Chào chị Thí Mậu Nguyễn, để xem cái cách hành xử của công an Việt Nam với một cái cách văn hóa, Hoàng Tuấn nói văn hóa xa trường học đấy, để cho anh chị chúng ta nhận định được rồi cái biện luận của ông Thượng tá Trần Văn Thưởng là Phó phòng Công an Giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh trả lời với người dân như chúng ta như thế nào, rồi để xem coi ông ta ông nói đó ông nghĩ như thế nào về cuộc sống và cái hậu quả của ông ta nói. Rồi rồi chúng ta sẽ vào câu chuyện chính. Chào chị Võ Thanh Thái Hồ Tôi nhé. nói nghe nãy giờ là làm việc tôi xuất xuất trình giấy tờ đúng không? Cái này đây, anh bằng lái mới quốc nói, tế, anh mới nói với tôi là cái này là bằng lái quốc tế. Bằng lái quốc tế. Anh còn mới nói tôi cái này là bằng lái chứ. Tôi anh nói mới à, nói, anh mới còn xuất trình nè. Còn cái bằng bây lái giờ này là tôi giữ còn xe anh quay không nói nhiều nữa. Bây giờ tôi giữ xe anh, tôi làm sai tôi chịu trách nhiệm. Được rồi, chưa? Ừ. ok. Tôi nói nè, cái bằng lái Đức phải không? Là cái bằng lái là cái chuyện của là anh, tôi trong biết nước, bằng lái còn Đức cái này là bằng lái quốc tế tôi chạy. Đây đưa bản đây. Chào Hồ Thanh Thái Hồ, chào Nguyễn Thị Tâm em. Nguyễn Thị Tâm có thể tìm cách share cái link này cho anh Tuấn, cái cho cộng đồng người Việt trong nước biết. Bằng lái quốc tế của anh vô giá trị đối với ở đại Việt Nam với tôi. Đấy, ok, vậy ok, nếu mà anh nói như vậy, nếu mà anh nói như vậy thì anh lập biên bản. Đúng rồi, phim luôn. Đó. À, anh không có bằng lái Việt Nam mình nè. Đó. Đây thì theo các anh chị nhìn thấy á, anh chị em xem cái một cái cách hành xử của một anh trung úy công an nha, một anh trung úy công an với một cái hành xử Hoàng Tuấn thẳng thắn đó. Là Nguyễn Thị Tâm em share cái link này cho anh Tuấn, anh mong làm sao cái link này cho tới mặt ông Thượng tá Trần Văn Thương, Trần Văn Thương hiện giờ là Phó phòng Công an của thành phố Hồ Chí Minh. Không phải anh Tuấn hôm nay thách thức, mà anh Tuấn muốn cho cộng đồng mạng hiểu được
là anh Tuấn sẽ là một người công dân Việt ở đất nước Đức, không dám đại diện cho 170.000 người Việt ở sống trên nước Đức, nhưng Hoàng Tuấn sẽ có một tiếng nói bảo vệ cái anh Vũ Thanh Tùng này cho đến cùng, bảo vệ anh Vũ Thanh Tùng đến cùng. Thì trước khi mà vào câu chuyện thì Hoàng Tuấn sẽ đọc anh chị em đã biết là công an giao thông với một cách hành xử của một anh trung úy là Võ Thanh Tâm này. Hoàng Tuấn nói thẳng là các anh chị nhìn thấy cái mặt anh ta và cách hành xử anh ta là một sĩ quan mới ra trường với một cái sĩ quan ngáo đá mà xa trường học đó. Hoàng Tuấn nói là rõ ràng là xa trường học đó các anh chị. Thì để cho chúng ta nhận định được một cái hành xử của người mà công an mà vô văn hóa như thế này, mà cái phòng công an của thành phố Hồ Chí Minh cho họ với một cái hành xử biện luận như thế nào nhé. Thì hôm nay cái tờ báo chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông thượng tá Trần Văn Thưởng là phó phòng công an thành phố Hồ Chí Minh. Phó phòng công an là phó phòng công an đặc vụ là BC67 anh chị. Thì ông ta biện luận như thế nào để chúng ta biết. Vụ bằng lái quốc tế vô giá trị ở Việt Nam, cảnh sát giao thông nóng nảy do thái độ của người vi phạm không đúng. Các anh chị nghe câu cái tựa đề cái bài nhé. Cái anh Võ Thanh Tùng người Đức gốc Việt này, anh ta nói cái gì nóng nảy? Anh ta nói ra những cái lời sự thật của anh ta nhá. Với cái hành xử mà vô văn hóa xa trường học của trung úy công an Võ Thành Tâm này, thì trên cái video clip nó lan rộng hôm qua nay á, thì Hoàng Tuấn nghĩ á, khoảng mấy chục vạn người xem đó. Thì cái biện luận của ông thượng tướng này, ông thượng tá Trần Văn Thưởng này, tôi nói để Hoàng Tuấn đọc xong Hoàng Tuấn mới lên cái diễn đàn chính cho anh chị xem, là ông ta nói rằng lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin chính thức về việc một cán bộ cảnh sát giao thông đội cát lái nói về người vi phạm bằng lái quốc tế vô giá trị ở Việt Nam. Chiều 21, thượng tá Trần Văn Thương, phó trưởng phòng công an cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC67 công an thành phố đã có thông tin về vụ việc cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông cát lái tranh cãi với người vi phạm giao thông và nói rằng bằng lái quốc tế ở Việt Nam vô dụng. Theo thượng tá, sắp tới phòng BC67 sẽ có tổ chức mời anh Vũ Thanh Tùng, quốc tịch Đức, tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh để nói lên buổi đối thoại với cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông cát lái nhằm làm rõ vấn đề, sớm có báo cáo cho giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh có hướng xử lý. Nghe. Cái thứ nhất là anh ta đổ tội là đổ tội không phải là công an, đổ tội là tại vì là anh Vũ Thanh Tùng người Đức gốc Việt này là làm không đúng lực với Việt Nam. Đấy. Thì bây giờ mình tôi đọc tiếp nhá. Thưởng xử lý. Thượng tá Trần Văn Thưởng nói rằng việc trung úy cảnh sát giao thông phát ngôn bằng lái quốc tế ở Đức vô giá trị ở Việt Nam là do áp lực công việc quá nhiều. Anh chị hiểu không? Vì do áp lực công việc quá nhiều. Theo phòng cảnh sát giao thông 67 thông tin vào lúc 13 giờ ngày 18 tháng 3 tại đường Mai Chí Thọ, quận 2, đội cảnh sát giao thông cát lái thực hiện chuyên đề kéo giảm tai nạn giao thông. Thời điểm này, anh Vũ Thanh Tùng điều khiển chiếc xe ô tô đường Mai Chí Thọ vi phạm tốc độ vượt quá mức cho phép là đúng là quy định, là cái con đoạn đường nó chạy 50 mà anh Tùng này chạy 63 km/h. Nên lực lượng công an cảnh sát giao thông cát lái đã ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra. Tại đây anh Tùng chỉ xuất trình giấy tờ được qua bằng lái quốc tế và không trình những cái bản dịch quốc tế. Như vậy sao đã thiếu một giấy tờ cần thiết? Vì thế trung úy Võ Thành Tâm cán bộ đội cảnh sát giao thông cát lái đã thực hiện đúng quy trình pháp luật. Anh chị nghe, để thực hiện đúng quy trình pháp luật. Đấy, thì cái quy trình pháp luật này lát ông sẽ trả lời cho tôi. Mời anh chị nghe. Nước Đức có tham gia công ước giao thông đường bộ năm 1968 nên cán bộ căn cứ vào thông tư 29 Bộ Giao thông yêu cầu phải có đủ giấy tờ mới hợp lệ, nhưng do diễn đạt gây nhiều hiểu lầm trên mạng, thượng tá Thương cho biết
Cũng theo lãnh đạo của phòng BC67, đến 16 giờ cùng ngày, anh Tùng đã được mời lên trụ sở đội công an cảnh sát Cát Lái và làm việc bổ sung giấy tờ. Căn cứ điều này, lực lượng chức năng đã trả lại phương tiện ô tô cho anh và lập biên bản xử phạt cái đường quá tốc độ của anh. Đánh giá về những phát ngôn của Trung úy Võ Thành Tâm trong đoạn video clip được truyền rộng trên mạng, Thượng tá Trần Văn Thưởng cho biết rằng áp lực công việc là do thái độ của người vi phạm chứ không phải là của công an giao thông. Đó thì qua clip này anh chị chị em chúng ta đã thấy này, là ông ta cũng biện luận là cái này là lỗi của anh Võ Thanh Tùng, người Việt gốc Đức, chứ không phải là lỗi của Trung úy Võ Thành Tâm. Đấy, các anh chị nghe có vui lòng không? Đó, thì qua cái những câu chuyện đó để cho chúng ta thấy á, những cái chuyện mà của cảnh sát giao thông và cái ông thượng tướng ông phát biểu như thế, thì nhận định của anh em chúng ta như thế nào qua cái tình thế đó? Thì qua cái thông tin cập nhật trên cái pháp lý đấy, qua tin cập nhật pháp lý anh chị, pháp lý Đức nha, trên pháp lý Đức, thì cập nhật chiều cùng ngày, anh Tùng mang thông tư số 48/2014/TT-BTT Bộ Giao thông cấp trụ sở đội cảnh sát Cát Lái để tiến hành triển khai về bị giam giữ theo không đúng quy luật, không đúng quy trình. Sau đó thì anh được nhận xe trả lại. Anh Tùng đã nhờ người viết cái văn bản bằng tiếng Đức với cái nội dung Hoàng Tuấn đọc hết tiếng Đức rồi Hoàng Tuấn dịch tiếng Việt cho anh chị em, cái đơn giản thôi, không có gì khó. Thì thái độ làm việc thiếu hiểu biết về luật pháp của đồng chí cảnh sát giao thông Cát Lái là anh Trung úy Võ Thành Tâm. Đấy, thì một đội 9, đội 10, cả đội trưởng và không ai nắm rõ lực. Nói chung cả một cái đội đó không ai nắm rõ lực anh chị. Thì các anh chị nhìn thấy nó không ai gọi lực. Thông tư số 48/2014 của ngày 15/2014 điều khoản 3, 5B có ghi rõ rằng những thông tư này trên cái bằng pháp lý của Đức đã có được thông hành theo cái chỉ thị và quyết định của Bộ Giao thông đã ký năm 1968. Thì anh Tùng, ảnh có viết một cái, ảnh không biết ảnh có viết được hay là ảnh mượn người ta. Thì Hoàng Tuấn sẽ đọc cái đoạn văn tiếng Đức cho anh chị xem. Ich würde gerne ein wahres für die Verkehrsrecht in Ho Chi Minh Stadt. Es ist doch ungerecht für uns, für die Deutsche, wenn die vietnamesische Verkehrspolizei unter internationalen Führerschein nicht akzeptieren will, zum Beispiel wenn sie keine falsche Kenntnis dafür überhat. Wurde am 18.03.2018 von neuen vietnamesischen Verkehrspolizei Cát Lái wegen Geschwindigkeit übertreten. Angehalten nach 45 Minuten diskutieren trotzdem ohne Anweisung oder beweisen können. Sie haben mein Auto wegen ohne Fahrscheinerlaubnis beschlagnahmt. Akzeptieren nicht meine deutsche internationalen Führerschein. Heißt es über Einkommen über Straßenverkehrsten auch gesetzlich international auf Deutsch 1986. Bitte gefällt uns, teilen Sie uns die Nachricht, euch unterstützen und Gerechtigkeit für mich. Thì anh ta nói lên cái vấn đề là anh đang tìm khẩn cấp tìm một người luật sư về luật sư giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh, mà không biết anh có tìm được hay không. Là anh nói là anh không đồng tình với những cái cư xử của một anh trung úy công an giao thông, là không đồng tình cái bằng lái xe của anh là bằng xe lái xe quốc tế của Đức. Thì Hoàng Tuấn nhắc là cho anh chị biết cái bằng lái xe quốc tế của Đức á, Đức trên nước Đức á, họ có em Long Lieber đây, các anh chị xem là cô ta cũng ở bên Đức, bằng lái xe nước Đức được công nhận trên 175 nước anh chị, chứ không phải là chỉ Việt Nam, họ công nhận được 175 nước đó. Thì ngày 18/3 đó, cái cảnh sát giao thông ở Cát Lái bắt anh vì lý do tội là chạy quá tốc độ, dịch ngoài tiếng dịch tiếng Việt, nhưng có cái là anh ta đưa bằng lái tiếng Đức nhưng cảnh sát giao thông Việt Nam nói là bằng lái Đức ở Việt Nam không công nhận.
thì có người dịch ra tìm ra theo bộ luật của Bộ Giao thông của quốc tế International, thì trong đó Việt Nam có đã ký đồng tình là công nhận cho bằng lái xe Đức ở trên mảnh đất Việt Nam. Thì anh ta mới ngỏ rằng là anh ta nói là anh ta cần những người có tin tức, những đứa đưa thông tin này giúp anh ta trên mọi diễn đàn về tìm ra công lý cho anh ta. Thì qua cái lời nói này, Hoàng Tuấn nói cho ông Thượng tướng Trần Văn Thưởng biết: thưa ông, tôi cũng là một người Việt Nam sống ở Đức. Tuổi chắc là ông Thượng tướng cũng như tôi hoặc trẻ hơn, Thượng tá trẻ hơn tôi. Địa chỉ ông, địa chỉ Hoàng Tuấn, ông muốn cần hỏi Đại sứ quán Đức, ở Đại sứ quán Việt Nam thì biết tôi. Cái thứ hai, Hoàng Tuấn nói sẵn sàng hôm nay, Hoàng Tuấn sẵn sàng vì một người Việt gốc Đức, người người Đức gốc Việt là anh Võ Thanh Tùng, Hoàng Tuấn sẽ ủng hộ anh Tùng này đến cùng. Hoàng Tuấn hy vọng là nay mai trên cái tờ thông tin mạng, ông nói ông Trần Văn Thưởng thương này, ông nói là ông sẽ mời lại Võ Thanh Tùng là người Đức gốc Việt và anh Trung Quý Võ Thành Tâm, và nhờ báo chí lên là giải trình ai đúng ai sai. Thì qua cái bài báo của ông Trần Văn Thưởng trình báo trên tờ báo mà chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì ông Thưởng cũng không nói là Võ Thành Tâm, là Trung Quý Võ Thành Tâm sai, vì nói gì tại vì áp lực quá nhiều cho nên mấy những hành xử đó không đúng. Nhưng cái chuyện sai là sai từ đầu câu chuyện là Võ Thanh Tùng là một người Việt công Đức đó. Thì qua cái những luận điệu bảo thủ của cái ngành công an ông á, ông nên nhấn rằng thằng Hoàng Tuấn hôm nay á, Hoàng Tuấn hôm nay sẵn sàng đối diện danh với ông. Nếu ông có đủ khả năng trên diễn đàn, Hoàng Tuấn mời. Thứ nhất. Thứ hai, Hoàng Tuấn không bỏ cuộc chuyện này. Hoàng Tuấn mong rằng một ngày gần đây là Võ Thanh Tùng cùng Võ Thanh Tâm lên trên diễn đàn hay báo chí ở Việt Nam, ở Sài Gòn á, giải trình. Hoàng Tuấn mong Võ Thanh Tùng là một người công lý, người sống ở nước Đức, quốc tịch Đức, nói rõ ràng về cái chuyện đúng chuyện sai. Không cần phải nói là cái chuyện là Võ Thanh Tùng sai, Võ Thanh Tùng đúng. Võ Thanh Tùng phải cần nhận định rằng đây là chó là câu chuyện sự thật. Sự thật của một cái người công an, trung úy công an Võ Thanh Tâm, giết hành xử côn đồ, hành xử một vô nhân quá. Như thế mà ông còn biện luận là cái chuyện đó là quá tải, việc áp bức, áp lực của công an, cho nên công an thốt ra những lời nói mà vô nhân quá như thế. Thì qua cái video clip này thì các anh chị nhìn thấy trên mạng nó rất nhiều, rất mà chờ anh chúc hòa bình, trên mạng rất nhiều cái anh em share cái video clip này. Hoàng Tuấn cũng còn giữ và ghi vào bộ nhớ. Thì Hoàng Tuấn mong rằng ông Trần Văn Thưởng là phó phòng công an giao thông BC67 ở thành phố Hồ Chí Minh, một, Hoàng Tuấn nói, Hoàng Tuấn làm, Hoàng Tuấn không bao giờ thay đổi cái tâm trí và quyết định bảo vệ cái quyền lợi và của Võ Thanh Tùng. Hoàng Tuấn mong rằng Võ Thanh Tùng ngày nay mai họp báo nói thẳng, nói thật, nói thẳng những gì tệ nạn hiện trạng bạn đã thấy. Hoàng Tuấn không cần bạn phải binh Hoàng Tuấn, Hoàng Tuấn không cần bạn phải nói xấu công an giao thông. Để chúng ta có một chứng minh để chứng nhận cái vụ kiện này, Hoàng Tuấn sẽ mướn luật sư giao thông ở bên Đức kiện, gửi cái hồ sơ này tới Bộ Giao thông Việt Nam, ở tới Bộ Giao thông Đức, xem Bộ Giao thông Đức đối chuyện với Bộ Ngoại giao Việt Nam như thế nào và cư xử cái hành xử của ông thiếu tá ở ông thượng tá Trần Văn Thưởng này trên diễn đàn ra sao. Tại vì ông đừng nghĩ rằng, Hoàng Tuấn nhắc lại rằng, Việt Nam hiện nay đã hơn 95% là cái mất lòng tin ở Đức rồi. Thứ nhất, ông nên nhớ rằng cái vụ việc Trịnh Xuân Thanh ngày 23 tháng 7 2017 đã mất lòng tin và Đức đã cắt cái viện trợ 267.000 euro. Đó. Và cái tệ nạn và xuất nhập khẩu hàng hóa sang đông đá, đông lạnh đó, sang Đức bị trả về là bị mang cái thẻ vàng của cái hiệp định, hiệp ước Liên minh châu Âu. Ông nên nhớ. Và ngày gần đây, cách đây 2 tuần, thì Đức đã tuyên bố rằng Đức không hợp tác Việt Nam về hàng không, về mọi mặt trên diễn đàn kinh tế. Điển hình như hãng hàng không Việt Nam Airlines không được bay sang Đức, và Lufthansa Đức cũng không muốn bay về Việt Nam, là cái tạm đình chỉ. Các anh chị biết là tạm đình chỉ, thì Đức đã nói thì khối Liên minh châu Âu sẽ nghe Đức.
Cái đó là để tôi nói cho ông biết. Còn cái này, cái chuyện mà ông nói lên cái diễn đàn trên tờ báo này, ông nói là sự áp lực của Trung úy Võ Thành Tâm. Thật sự cái Trung úy Võ Thành Tâm cũng không biết cái luật lệ của giao thông như thế nào. Các hành xử trên video để đủ cho chúng ta thấy cái nhận định cái công an của các ông là một công an hay là một côn đồ. Để nhận định cái côn đồ công an ấy, thì cái video này nó chứng tỏ cho trên pháp lý của Liên minh châu Âu cho mấy ông biết. Hoàng Tuấn sẽ kiện cái vụ này thay Võ Thanh Tùng. Hoàng Tuấn sẽ mướn luật sư sở của giao thông gửi hồ sơ và video với những cái tờ trình của ông đã nói trên diễn đàn. Cái bài báo ông nói diễn đàn tôi sẽ copy, tôi sẽ nói thẳng nha. Bây giờ nếu điều kiện Hoàng Tuấn nói thẳng cho ông biết từ đây với cái một cái cách là làm việc ở tư bản, Hoàng Tuấn nói thẳng cho ông biết, Hoàng Tuấn cho ông điều kiện 14 ngày theo cái pháp lý nhân quyền của Liên minh châu Âu, cho ông điều kiện 14 ngày. Ông nên suy nghĩ và nói lại trưởng phòng công an giao thông của thành phố Hồ Chí Minh. Một, cư xử với Trung úy Võ Thành Tâm này, một, tước chức, hai, kỷ luật, thứ ba, phải lên diễn đàn xã hội xin lỗi Võ Thanh Tùng, thì Hoàng Tuấn tha, Hoàng Tuấn sẽ bỏ cuộc. Còn nếu ông khăng khăng, ông chấp nhận, ông nói rằng là Võ Thanh Tùng đúng, lỗi là Võ Thành Tâm, là Trung úy Võ Thành Tâm của ông công an là đúng, hành xử đúng là vì bị áp lực, thì Hoàng Tuấn này sẵn sàng bỏ kinh phí bảo vệ Võ Thanh Tùng là một người Việt công đức hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Tuấn sẽ liên lạc bằng mọi giá với Võ Thanh Tùng này để có được cái chứng cứ. Hoàng Tuấn sẽ kiện ông và tất cả đàn em ông lên trên cái bộ giao thông của Đức xem Đức nghĩ như thế nào về tình trạng mất uy tín, mất an ninh trật tự, mất sự đoàn kết giữa Đức với Việt Nam như vụ việc như Hoàng Tuấn đã nêu lên là vụ việc Trịnh Xuân Thanh, vụ việc hàng không Việt Nam. Bây giờ tới cái vụ việc ông phỉ báng, Hoàng Tuấn nói nhớ nghe, Hoàng Tuấn nói là Hoàng Tuấn sẽ kiện ông ra cái tòa án của Đức, Liên minh Đức với Bộ Giao thông là ông phỉ báng danh phẩm đạo đức và nhân tánh cái bằng lái xe của Đức mà thế giới đã 175 nước công nhận. Cho nên Hoàng Tuấn nói rằng ông nên suy nghĩ, nếu Hoàng Tuấn mong là các anh chị nên share cái link này làm sao cho tới ngay Thượng tá Trần Văn Thưởng là Phó Phòng Công an Giao thông BC67 để cho ông ta nghe được. Ông ta sẽ xử bằng công lý, lấy lại cái quyền công dân của con người Việt Nam dù sống ở trong nước ở hay ngoài, lấy lại cái nhân phẩm đạo đức của một người công an, chứ không phải dùng những từ ngữ công an côn đồ xa trường học đó. Những người công an mang quân hàm sĩ quan ăn nói như là du côn du đảng, thứ nhất. Thứ hai, những cái hành xử công an không có văn hóa xa trường học, dùng pháp lý 4-5 người đứng mà không có cư xử được người ta, hành xử người ta như một cái là côn đồ. Thật sự tôi nói anh bây giờ nếu ông có đứng khả năng, Hoàng Tuấn nhắc lại là cho ông thời hạn 14 ngày. Ông nên cư xử hành xử làm sao kỷ luật Trung úy Võ Thành Tâm này, đuổi ra khỏi ngành. Kêu Trung úy Võ Thành Tâm này lên trên diễn đàn xin lỗi Võ Thanh Tùng và cộng đồng mạng, thứ nhất. Thứ hai, ông phải đền bù cái thời gian từ lúc mà Võ Thanh Tùng bắt giữ xe người ta cho tới lúc trả xe người ta, trị giá theo công việc làm, trị giá theo cái danh hóa phẩm của người ta, của anh Võ Thanh Tùng này, theo luật sư và tòa án Việt Nam quyết định theo công lý là tôi không biết bao nhiêu tiền, cái đó là chuyện pháp lý của Việt Nam. Ông phải chịu trách nhiệm trả này. Còn không, tôi nói thẳng với ông, tôi mong rằng Võ Thanh Tùng nay mai lên trên diễn giả trên cái báo chí của Đảng Cộng sản, ông mời đây. Tôi biết các anh chị nên nhớ rằng báo chí Đảng Cộng sản Việt Nam 800 tờ báo, chỉ họ chỉ vì chén cơm manh áo họ sẵn sàng bẻ con người bút, có thể là họ là phỉ báng, là nhục mạ Võ Thanh Tùng, bảo vệ Trung úy Võ Thanh Tâm. Nhưng không cái gì qua khỏi cái chứng cứ, cái video này, clip này và trên diễn đàn ai cũng thấy, trên video clip diễn đàn ai cũng thấy, thì tôi mong ông thượng tướng, ông trung tướng, ông thượng tá Trần Văn Thưởng này, ông nên ngưỡng mặt nhìn đời, đón nhận những sai trái của bộ, của cái phòng công an
giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh đi. Ông đã biết rồi, hơn mấy 43 năm nay, công an giao thông là một cái một phần tử mà cực đoan. Cả xã hội, cả đất nước Việt Nam đang phẫn nộ từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc. Các ông cứ bảo thủ, các ông không đón nhận sự thật. Các ông cho đó là hành xử công an là qua cái thời gian là nói rằng là áp lực. Công an áp lực dùng những hành xử mà vô văn hóa nhằm áp lực. Các ông đã khinh bỉ theo cái hiệp ước Việt Nam đã ký với Đức năm 1968. Tôi nói nhắc lại. Nước Đức, cái bằng lái xe nước Đức hiện giờ bằng lái International, dịch cái thống nghĩa là tiếng Việt là bằng lái quốc tế. Họ được công nhận 175 nước, trong đó có Việt Nam đồng ý. Nhưng cái hành xử của những cái người công an cấp quý của các ông là xa trường học, không văn hóa, chỉ vì ổ bánh mì, chỉ vì phong bì. Anh Võ Thanh Tùng này không chi thì các anh ghép vào những cái thổi họ là sai trái, rồi cẩu xe họ, làm nói nhục họ, là phỉ báng cái danh phẩm đạo đức, cái bằng lái và giá trị cái dân tộc phẩm chất của cái chất lượng cái bằng lái xe của Đức. Tôi sẽ kiện ông về dựng này này. Hoàng Tuấn nói thưa các anh chị rằng số tiền chi phí Hoàng Tuấn sẽ lo. Hoàng Tuấn không cần anh Võ Thanh Tùng này lo. Nhưng con cái Hoàng Tuấn sẽ mong rằng anh Võ Thanh Tùng này đứng trung thực giữa là phải nói thẳng là sự việc như thế đó. Ra tòa bên Đức này tôi sẽ kiện lên Bộ Giao thông Đức, rồi Bộ Giao thông Đức xử như thế nào với cái khối là Bộ Ngoại giao Việt Nam. Lúc đó để xem cái tội của ông biện luận, cái tội của ông biết lính của ông sai, ông vẫn là phỉ báng cái người đúng mà ông khinh bỉ người là dân tộc và cái dòng giống người Việt. Ông nói là công an luôn luôn đúng. Nhìn lại mong ông rằng xem trước đi, đi ngủ đêm nay. Tôi mong các anh các chị trên diễn đàn xe làm sao được cái lính này ngay mặt ông trung tướng ông thượng tá là Trần Văn Thưởng là phó phòng công an giao thông BC67 này nghe. Tôi mong ông đêm nay khỏi ngủ tỉnh giấc đi, ông suy nghĩ đi. Cái hiện nay, cái tệ nạn hiện nay, công an giao thông là một cái thối tha toàn quốc ở Việt Nam. Cái sai cái trái của các ông nó quá là bẩn thỉu. Người dân bây giờ nghe nói tới công an giao thông là họ sợ rồi. Bây giờ ông vì ổ bánh mì sai đàn em ra đường đứng vì ổ bánh mì, không ăn được bánh mì, không hưởng được phong bì của anh Võ Thanh Tùng, người Đức gốc Việt này, thì anh dùng những cái thủ đoạn mà xa trường học, vô văn hóa với những cái từ ngữ mà không chấp nhận được của một cái người sĩ quan là trung úy Võ Thanh Tùng. Còn bây giờ ông thấy bao nhiêu dân cộng đồng mạng trên diễn đàn mạng toàn cầu, diễn đàn mạng toàn cầu ai cũng thấy là trung úy Võ Thanh Tùng này sai. Nhưng hôm nay ông lên cái tờ báo, ông biện luận rằng vì Võ Thanh Tùng quá áp lực thì công việc. Các anh các chị nhìn kỹ vào video đó xem. Trong video có 4 người công an. 4 người công an trong đó. Chứ không phải là một mình ông trung úy mà trong hang Bắc Bó nó ra đấy. Trung úy mà xa trường học này ra đấy. Không phải một mình trung úy, không, 4 người công an trong cái đội đó. Mà dùng những cái từ ngữ cái bằng ngang hàng như cua. Cái bằng lái quốc tế của người ta, thế giới người ta công nhận, nước bằng lái xe nước Đức thế giới công nhận 175 nước, trong đó có Việt Nam. Anh ta không hiểu là còn nói là nhận định rằng cái bằng lái xe của Đức đối Việt Nam vô dụng. Thì hôm nay cái biện luận này Hoàng Tuấn cũng nghĩ rằng các vị là những người cơ quan cấp trên nên đón nhận sự thật, xử lý ông trung úy Võ Thanh Tâm này chuẩn chạc, đúng nề nếp, đúng ngăn cấp để bảo vệ cái danh dự tổ quốc, bảo vệ cái danh dự văn hóa của cái ngành công an nhân dân các ông. Nhưng các ông cũng bất chấp thủ đoạn, các ông cũng dám là bán tận lương tâm của một cái người thượng tướng ở thượng tá Trần Văn Thưởng này, cũng bán tận lương tâm, cũng vì em út, vì đồng tiền bẩn, vì ổ bánh mì thúi, vì phong bì mỏng không ăn được. Các ông cho đó là anh Võ Thanh Tùng là một người Việt gốc Đức là sai, tại lỗi là lỗi tại cái anh Võ Thanh Tùng trước. Cho nên trên diễn đàn mạng này, các anh các chị nên nhớ rằng Hoàng Tuấn tuyên bố hôm nay, mong các anh chị cầu mong, Hoàng Tuấn cầu mong anh chị share cái link này cho đến trực tiếp ngay ông thượng tá Trần Văn Thương, phó phòng công an thành phố Hồ Chí Minh, bên cái đội là giao thông đường bộ, giao thông đường thủy BC67.
để cho ông nghe được. Tôi sẽ kiện cái vụ này cho ra bằng được. Tôi sẽ kiện, chính Hoàng Tuấn kiện. Không phải tôi kiện tôi chống ông, tôi kiện tôi bảo vệ cái nhân phẩm người Việt ở 170.000 người Việt trên nước Đức, và cuộc sống và bình an với giá trị danh phẩm của các bằng lái xe, chính bằng lái xe Đức Hoàng Tuấn có, chứ không phải là không. Chính ông nhìn thấy bằng lái xe của tôi là bằng xe toàn bộ, từ xe bus, xe tải, xe hơi, du lịch, có hạch. Đây, đây cũng là bằng lái quốc tế, bằng lái quốc tế, chứ không phải là bằng mua, bằng bán, bằng chui của các ông đâu. Cho nên tôi nói rằng hôm nay ông nên nhớ, ông đêm nay suy nghĩ đi, động não đi. Một người sĩ quan cấp tá, thượng tá với một cái đội phó phòng công an nên họp lại với bộ công an, cái phòng công an ở thành phố Hồ Chí Minh. Một, Quận Tướng nhắc lại là xử lý kỷ luật, đuổi trung úy Võ Thành Tâm này ra khỏi ngành, nhằm kêu Võ Thành Tâm này lên diễn đàn, lên diễn đàn xã hội đọc những cái tờ văn xin lỗi Võ Thanh Tùng, anh người Việt công đức, cho mọi người biết để rửa lại cái mặt bộ công an các ông, những cái người tham nhũng tham ô vì bánh mì, vì phong bì mà bán rẻ tán tặng lương tâm, mà cả 95 triệu người dân trong nước hiện giờ nghe nói tới công an giao thông thì không ai bằng lòng, bằng mặt chứ không bằng lòng. Chính đó các ông tự phỉ báng cái danh phẩm đạo đức của người công an giao thông các ông, chính đó các ông bôi nhọ ông bộ trưởng Tô Lâm, hiện giờ ông thượng tướng Tô Lâm ở Hà Nội. Tôi nhắc lại cho ông biết hiện giờ nữa, ông thượng tướng Tô Lâm hiện nay đang bị bộ chính trị, bộ tổng cục 5 và tình báo đang là nghiêm cấm cái nhà biệt thự của Tô Lâm vì cái chuyện tham ô tham nhũng Mobifone. Tôi cho ông biết, không biết tin nào nghe không, nhưng Quận Tướng đã nắm cái chuyện ngoài này, Quận Tướng không nói. Quận Tướng nhắc lại cho ông biết, đêm nay ông suy nghĩ đi, là ông mời trung úy Võ Thành Tâm và anh người Việt Vũ Thanh Tùng, người Đức gốc Việt đấy, lên diễn đàn báo chí xã hội, mong rằng tờ báo xã hội phân minh rõ ràng, nói chính xác, công lý rõ ràng để cho người dân bình luận đúng sai. Đó, cái làm ấy là ông là một người công an vì dân vì nước, chứ ông đừng biện luận là đổ tội cho là cái tại sai đầu tiên là của Võ Thanh Tùng là một người Việt gốc Đức, chứ không phải là sai của từ trung úy Võ Thành Tâm với một cái từ ngữ thô lỗ, xa nhân quá, xa trường học, phát biểu không có pháp lực, phát biểu vô tâm, phát biểu từ các ông biết họ. Chính trung úy Võ Thành Tâm này là tự lấy gáo nước bẩn tạt vào mặt bộ công an các ông, chính các ông không biết nhục mà các ông vẫn còn biện luận cái gì chỗ đó. Hôm nay Hoàng Tuấn lên diễn đàn này, mong ông rõ ràng nhận định rõ ràng Hoàng Tuấn không kinh bỉ bộ công an đâu, không kinh bỉ các ông đâu, mà các ông đừng có nghĩ gì đồng tiền dơ bẩn, đừng có nghĩ gì ba đọc ba không, mà bán rẻ đi danh phẩm đạo đức của một người công an nhân dân hiện nay, trong đó là các ông hiện giờ đang nắm ngành, nắm chức. Nhưng ông các nghĩ rằng anh em chúng tôi 170.000 người Việt Nam ở trên nước Đức không ai bỏ cuộc gì nào, nhưng người ta không bằng lòng, người ta không nói. Nhưng Hoàng Tuấn thật sự thấy khó chịu, bất công. Hoàng Tuấn lên diễn đàn hôm nay nói cho ông biết là Hoàng Tuấn sẽ đấu đá một cái cùng, nhắc lại lần cuối cùng, cho ông thời gian 14 ngày theo luật quốc tế, 14 ngày suy nghĩ. Ông nên suy nghĩ kỹ càng, như Hoàng Tuấn đã nói, kỷ luật trung úy Võ Thành Tâm này, đuổi ra khỏi ngành để rửa mặt lại cái bộ mặt công an nhân dân các ông. Cái thứ hai, mời Võ Thành Tâm này lên đứng trên diễn đàn xã hội, trên báo chí xin lỗi Võ Thanh Tùng vì phỉ báng cái danh phẩm đạo đức của một người Việt gốc Đức. Thứ ba, nếu ông không làm thì tôi sẽ mướn luật sư giao thông kiện cái hồ sơ này, chi phí tôi trả. Tôi sẽ bảo vệ công lý cho Võ Thanh Tùng, gửi tới bộ giao thông của Đức, sang tới bộ ngoại giao của Đức, xem bà mẹ kề bà thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư này nhận định giao với chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam các ông nữa đây. Cái dối trá các ông, cái thối tha của Đảng Cộng sản Việt Nam ở nước Đức nó quá tồi tệ rồi. 95% người dân Đức bây giờ nói tới Việt Nam thì họ án ngán tới ốc o rồi. Bộ chính trị, bộ giao thông, tất cả hàng không Việt Nam của Đức cũng không bay Việt Nam. Cho nên ông thấy cái thối tha này, nếu mà Hoàng Tuấn mà thưa cái hồ sơ này, anh cầm hồ sơ này thưa, cộng với cái video clip này của công an giao thông thô bỉ, ăn nói kiểu sai trường hợp này, thì ông nghĩ sao? Ông nghĩ sao về cái bộ công an
và cái bộ mặt của ông Tô Lâm, ông Thượng tướng Tô Lâm và ông, cái ghế ông có còn hay không. Ông đừng biện luận với những cái luận điệu mà xa trường học của cái cấp phòng công an các ông. Tôi nói cho ông biết, không phải là tôi nói, tôi không giỡn, nói cho lên diễn đàn tôi nói là tôi không làm đâu. Hoàng Tuấn này nói là sẽ làm, Hoàng Tuấn nói là sẽ làm bảo vệ cái sự minh bạch cho anh Vũ Thanh Tùng này. Tôi hy vọng trước khi mà kết thúc cái diễn đàn, Hoàng Tuấn mong ngon cho anh chị biết, mong là anh Thanh Võ Thanh Tùng nay mai mà phòng công an giao thông mời anh lên phân trần rõ ràng đối diện với Trung úy Võ Thanh Tuấn về cái vụ việc xảy ra, vụ mà xe đấy. Anh không cần phải ủng hộ Hoàng Tuấn ở bên đất này. Anh phải nói bằng công lý sự thật. Mà 800 tờ báo của Đảng Cộng sản các ông cũng phải không được phép bẻ công người bút. Những gì anh Võ Thanh Tùng nói, sao các anh phải ghi như vậy? Chân thật, sự thật thì các anh mới rửa được cái bộ mặt thật của Bộ Công an các anh. Còn các anh mà bẻ công người bút thì các anh đừng trách. Đừng trách làm sao thằng Tuấn này sẽ nhảy vào cuộc và bảo vệ công lý cho anh Võ Thanh Tùng và cho 170.000 người trên đất nước này xem đó và cái ghế của thượng tá công an Trần Văn Thưởng bảo thủ các ông như thế nào đối với Hoàng Tuấn. Tôi nói thật, Hoàng Tuấn không bỏ cuộc chuyện này đâu. Không phải là tôi đấu đá với ông để bảo vệ cái dân phẩm người Việt, nhưng tôi báo đấu đá là tôi tìm ra công lý. Cái tội lính của ông khinh bỉ cái bằng cấp, cái bằng lái xe của Đức là danh phẩm, một cái giá trị mà tiếng tăm của người ta trên 75 đất nước trên 175 nước công nhận, nhưng Việt Nam trong đó cũng có, mà ông lại phỉ báng với cái trình độ xa trường học của một người trung úy mà dùng những cái từ ngữ mà thô lỗ bỉ ổi này mà phỉ báng, mà ông còn nhận thấy rõ ràng tất cả cộng đồng dân mạng mấy chục triệu người xem đã thấy sai, nhưng ông bảo đảm cái đó là tại vì cái chuyện áp lực của một người trung úy làm việc, chứ không phải là tại là Võ Trung úy Võ Thanh Tâm sai. Đầu câu chuyện, cuối câu chuyện sai là do Võ Thanh Tùng, Võ Thanh Tùng đó. Thì các anh các chị nhận định rằng cái sai cái trái này, nếu mà chúng ta là một con người Việt, dù cho quốc tịch ở đâu, quốc tịch Đức, quốc tịch Tây Ban Nha, quốc tịch Mỹ, các anh các chị nhìn thấy cái hành xử của một người công an mà 43 năm nay trên đất nước Việt Nam dân quan đòi từ đất đất, từ đồng tiền, từ những cái bức xúc của họ, có công an là dám cản không? Bây giờ các ông lợi dụng những cái thông tin, lợi dụng báo chí, lợi dụng những cái phe phái để các ông đâm bọc lẫn nhau, để hút máu người dân, kiếm bánh mì không được, kiếm phong mì không được, các anh lên biện luận những cái thông tin chưa trớ chiều. Ông có nghĩ rằng 170.000 người Việt trong nước này, ở nước Đức này bỏ cuộc này không? Tôi nghĩ những người đó không dám nói, nhưng Hoàng Tuấn sẵn sàng dám nói. Hoàng Tuấn nói là Hoàng Tuấn sẽ làm. Tôi báo cho ông biết, không phải hăm dọa đâu. Mong các anh chị lên, Hoàng Tuấn mong rằng thật sự những cái gì Hoàng Tuấn nói ở đây bằng cái tâm, không phải văn bản như Thượng tướng Trần Văn Thưởng này, nhưng mong các anh chị rằng share cái link này làm sao cho tới ngay mặt của Thượng tướng Trần Văn Thưởng này, hay là vào cái Bộ Giao thông cho Hoàng Tuấn xem thử coi ông Tô Lâm ông nghe xử như thế nào. Tôi nói cái tệ nạn của Việt Nam với Đức nó đã đoạn tuyệt 95% rồi. Vô dân hóa sang ngày 23 tháng 7 sang Đức bắt cóc Trịnh Nhân Tân, nhập lậu cá bị đuổi về, bị trả về Việt Nam nhận thẻ vàng. Bây giờ tệ nạn mà đòi Trịnh Nhân Thanh, bên Đức đòi Việt Nam không trả một lời, không trả lời, lời không trả vốn. Giờ Đức cắt viện trợ là 845 tỷ, có 845 triệu đô la. Bây giờ hàng không Việt Nam không sang được Đức, hàng không của Lufthansa của Đức cũng không muốn bay Việt Nam, họ cấm không cho bay luôn. Thì cái đoạn tuyệt trên nền kinh tế Việt Nam nó khô khan như thế nào? Các anh các chị nghĩ rằng bà Merkel, bà Thủ tướng Đức nói là 28 nước liên minh châu Âu nghe, hay là Việt Nam nói 28 nước liên minh châu Âu nghe? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu Hoàng Tuấn để cái đó đơn này lên là Hoàng Tuấn ép mướn luật sư, nói là cái ông công an, ông Thượng tướng Công an Thưởng này đã bôi nhọ danh phẩm và giá trị của đất nước Đức về cái bằng lái xe. Theo những cái lời nói của đàn em ông ta là Trung úy Võ Thanh Tâm, thì ông Thưởng này, các anh các chị nghĩ là ông Thưởng cái ghế ông còn hay không?
hay ông Tô Lâm cái ghế ông còn hay không? Tôi thưa các anh chị, Hoàng Tuấn nói là Hoàng Tuấn làm, mà các anh chị nên nhớ là nước Đức mà một khi họ làm là họ làm tới nơi tới chốn. Nước Đức họ làm là họ không có nể ai đâu cả anh chị. Họ họ ghép vào cái tội lực quốc tế, họ sẽ dạch trần cái thối tha theo cái clip video của anh Trung Quý Võ Đăng Tâm này, nói một câu khinh bỉ cái bằng lái người ta, khinh bỉ cái thể diện người ta, khinh bỉ cái giá trị, cái phẩm chất của người ta mấy mươi năm nay trên cái bằng lái xe mà cả thế giới công nhận, trong đó có Việt Nam. Tôi nói cái tôi thưa tội này, ông đừng trách là cái bằng cái quân hàm mà thượng tá của ông còn ngồi yên trên cái phó phòng công an thành phố Hồ Chí Minh đâu. Tôi nói cho anh chị, đây là cái thông tin tôi nói sự thật, chứ không phải là tôi nói đùa. Các anh các chị nên share cái link này ra. Tôi nhắc lại lần cuối cùng cho ông thượng tá Trần Văn Thưởng, phó phòng công an giao thông thành phố Hồ Chí Minh, rằng tôi cho ông thời hạn 2 tuần theo cái luật pháp nhân quyền châu Âu và quốc tế. Trên vụ kiện nào cũng có được cho anh thời hạn 2 tuần anh suy nghĩ. Anh được phép phản biện những cái lời tôi nói trên kia ngày hôm nay, trên cái live stream hôm nay, là tôi nói bằng sự thật. Anh suy nghĩ, một là anh phải đề nghị phòng công an giao thông tước quyền Trung Quý Võ Thành Lâm này, đuổi ra khỏi đảng, đuổi ra khỏi ban ngành, mời anh ta lên diễn đàn xin lỗi Võ Thanh Tùng một cách là vô văn hóa, một cách là phỉ báng cái danh phẩm đạo đức, cái bằng lái xe của Đức. Thì Hoàng Tuấn thì sẽ bỏ cuộc, không làm. Còn nếu ông cứ bảo đảm rằng là Võ Thanh Tùng là một người là sai trước, không nhận lỗi, Trung Quý Võ Thành Tâm là một người cư xử trên cái video clip là đúng, thì Hoàng Tuấn sẽ nhảy vào cuộc. Hoàng Tuấn nói là Hoàng Tuấn xin lỗi các anh chị trên diễn đàn 700 người này. Hoàng Tuấn nói là Hoàng Tuấn sẽ làm. Không phải Hoàng Tuấn làm là phản biện cái cách hành xử vô nhân quá của Bộ Công an này. Nhưng Hoàng Tuấn muốn làm để chia sẻ, gỡ đi cái gương mặt sạch của người Việt Nam. Chúng ta phải sống trung thực, chúng ta không được phép dối trá, chúng ta để có được những cái lời nói bảo vệ sự tồn vong của tương lai người Việt, con cháu chúng ta, chứ không có thể ám ảnh mãi những lời dối trá, những lời mịa đặt của cái phòng công an là ông thượng tá Trần Văn Thưởng này. Mong các anh chị thông cảm, đây là cái lời nói tôi là nói bằng tâm đấy, chứ không phải là tôi nói bằng văn hóa của cái đảng cộng sản đâu, mà tôi nói là hôm nay tôi nói bằng dựa theo cái lực của Đức, lực quốc tế tôi sẽ làm. Trong khi mà chờ đợi anh chị, thì nếu anh chị nào chưa biết ông thượng tướng này, Hoàng Tuấn sẽ đưa mặt ông hắn ta cho anh chị biết. Các anh chị nhìn nghĩ rõ ràng không? Con người Việt chúng ta, cái đúng cái sai ai không đón nhận, mà cả thế giới ai cũng chấp nhận cái sự thật, nói là trường tồn. Nhưng tại sao ông thượng tướng công an ăn nói cái kiểu mà Hoàng Tuấn nói thẳng luôn? Các anh chị nghe trên diễn đàn, các anh chị đừng giận Hoàng Tuấn. Ông thượng tướng công an này, ông nói kiểu á. Xin gửi lời chào đến tất cả quý bà con của chúng ta. Xin lỗi anh chị. Ở trong nước. Thật khi Lê Nguyễn Hoàng Tuấn không chấp nhận được một cái cách cư xử của một người công an như thế này. Họ đại diện cho dân, họ đại diện cho tổ quốc, họ đại diện cho quốc gia, họ để bảo vệ an ninh trật tự. Đây anh chị, Hoàng Tuấn đây, tên này đây, để cho anh chị xem. Đây là Hoàng Tuấn nói thẳng, nói thật. Làm tướng này, Hoàng Tuấn không bỏ cuộc. Đây, đây là một cái hình ảnh của thượng tướng. Anh chị, thượng tướng Trần Văn Thưởng, Trần Văn Thương là phó phòng công an thành phố Hồ Chí Minh BC67. Đấy, hắn ta nói rằng là Trung Quý Võ Thành Tâm là bị áp lực
Cái sai đầu tiên là sai của anh Võ Thanh Tùng là người Việt gốc Đức lấy cái bằng lái xe quốc tế, lái cái bà chạy chiếc xe du lịch trên cái quận 2 đấy, là cái sai đầu tiên là sai của anh Võ Thanh Tùng chạy quá tốc độ. Nhưng anh Võ Thanh Tùng đưa bằng lái xe mà không giải trình rõ cặn kẽ. Tôi nói nếu trường hợp một người công an giao thông chặn người mà quắc thì tối thiểu của công an giao thông phải biết tiếng Anh. Công an giao thông ra đường tối thiểu cũng phải biết một cái tiếng chào hỏi lịch sự. Chứ không phải công an ra đường mà hành xử. À, thượng tá chứ không phải thượng tướng. Ông ta là thượng tá. Thượng tá xin lỗi. Anh Trung Hoàng Dũng nói cũng thượng tá thôi chứ không phải thượng tướng, xin lỗi anh, đúng là thượng tá. Đó thì tại vì nói nhanh quá các anh chị thông cảm. Đây là cái câu chuyện mà Hoàng Tướng muốn khơi cho anh chị hiểu để nhận định được rằng cái cách cư xử của một người công an như thế nào để muốn bảo vệ cái sự an ninh trật tự và cái văn hóa của Bộ Công an để đối đáp với người dân chúng ta đúng theo pháp luật, đúng theo cái hành xử của một người công an, chứ đừng gì lợi dụng cái chức vụ công an mà họ vì cái bánh mì hay là phong bì họ khinh bỉ cả dân tộc chúng ta. Cho nên vì chỗ đó hôm nay có cái thời cơ hội là anh Võ Thanh Dũng này là người Đức, quốc tịch Đức, thì Hoàng Tuấn đủ khả năng để làm cái chuyện này với Bộ Công an Việt Nam. Hoàng Tuấn không nói là Bộ Công an xin lỗi, Hoàng Tuấn không làm, mà Hoàng Tuấn làm thẳng ngay cái phòng công an thành phố Hồ Chí Minh này, là làm trực tiếp với ông thượng tá là Trần Văn Thưởng này, để xem cái cách biện hộ ông ta trên tờ báo cho người dân chúng ta như thế nào để bảo vệ sự con người dân chúng ta, chứ không phải là Hoàng Tuấn làm cho Hoàng Tuấn. Các anh chị nên nhớ rằng những cái lời nói Hoàng Tuấn nói để làm cho góp phần có một tiếng nói chung cho các anh các chị trong nước, cho người dân trong nước đã bao lâu nay với cái ách thống trị của Bộ Công an hay là Phòng Công an Việt Nam trấn áp người dân vì miếng bánh mì, vì phong bì dày nhỏ mà họ đạp lên trên pháp quyền, họ đạp lên trên cái nhân phẩm đạo đức của công an nhân dân. Bây giờ đụng tới người Việt hệ ngoại quốc thì đụng tới Hoàng Tuấn. Nói thẳng các anh chị, Hoàng Tuấn hứa các anh chị trên diễn đàn, Hoàng Tuấn không bao giờ bỏ cuộc kiểu này. Cho ông ta thời gian 2 tuần suy nghĩ và bàn luận với phòng công an của thành phố Hồ Chí Minh. Cho luôn, Hoàng Tuấn chấp luôn cho ông Nguyễn Thiện Nhân. Nếu Nguyễn Thiện Nhân dám đối diện thực tiễn bằng tiếng Đức, Hoàng Tuấn sẵn sàng trả lời với Nguyễn Thiện Nhân. Tại ông Nguyễn Thiện Nhân là bí thư thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ. Các anh chị biết ông ta là một người sinh viên ở bên Đức. Ông ta nói tiếng Đức được. Đó, nói cả năm tôi nói được. Nhưng Hoàng Tuấn không có sợ đâu. Còn nếu mà ông thượng tá này với một cái cách mà ấu trĩ của cái văn hóa công an đảng cộng sản này, theo cái lời nói của ông Tô Lâm, công an sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đảng, thì các ông đừng trách thằng Tuấn này làm. Thằng Tuấn này nói là Tuấn làm. Bao nhiêu chi phí đối với Hoàng Tuấn, Hoàng Tuấn sẽ có cách. Hoàng Tuấn sẽ làm bảo vệ công lý cho anh Võ Thanh Tùng này. Cho nên Hoàng Tuấn mong rằng các anh chị từ đây, anh chị em nào gặp anh Võ Thanh Tùng hiện giờ ở đâu Sài Gòn đó, share cái link này cho anh Võ Thanh Tùng nghe. Rồi mong rằng anh Võ Thanh Tùng sẽ liên hệ trực tiếp với Hoàng Tuấn trên số điện thoại. Lát Hoàng Tuấn sẽ để lên status. Hoàng Tuấn không có sợ gì công an Việt Nam đâu. Hoặc là số điện thoại là 0162 437 5369. Anh Võ Thanh Tùng nhớ sang Đức được, liên lạc Hoàng Tuấn. Tôi sẽ cùng với anh tìm ra công lý, tìm ra chân lý cái chuyện này đúng sai với con người, để bảo vệ cái dân tộc người Việt Nam chúng ta, chứ không phải để cho công an luôn luôn lúc nào cũng leo lên đầu người dân chúng ta, trấn áp người dân chúng ta bằng mọi hành xử là gì, những cái đói nghèo khổ khát của họ với ổ bánh mì với phong bì mà họ xem lực pháp của Việt Nam không ra cả gam nào thì Hoàng Tuấn không trách rồi. Bây giờ họ đạp tới cái nhân phẩm lực nhân quyền lực pháp quốc tế, nhất là quốc tế cái lực pháp của Đức, giá trị cái cuộc sống của Đức là cái phẩm giá của cái dân tộc của thế giới này. Tôi nói thẳng, nếu Hoàng Tuấn đây là Hoàng Tuấn nói bằng, thưa các anh chị, Hoàng Tuấn biện luận đây là những cái biện luận thực tiễn. Còn luật sư rách á, nó kêu bằng phe kẹt rách á, là luật sư giao thông á. Anh chị nên nhớ là luật sư giao thông ở đây á, nó tài lắm anh chị. Nó cặp theo lực của nhân quốc tế mà nó kiện thằng Việt Nam, chứ tôi nói chỉ còn nước là thằng thượng tướng này chỉ lột quần áo mà về với vợ mà thôi.
Tôi nói thật, cái tôi phải nói giận đó anh chị, ông ấy nói đùa đâu. Hôm nay trên diễn đàn này Hoàng Tuấn không có một nở nụ cười gì anh chị, là cái Hoàng Tuấn rất bức xúc về cái chuyện này. Hoàng Tuấn rất là bức xúc về chuyện này. Trên Hoàng Tuấn muốn lên cái diễn đàn này chia sẻ để cho anh chị hiểu được, đây không phải là Hoàng Tuấn nói cho Hoàng Tuấn, Hoàng Tuấn làm cho Hoàng Tuấn, mà Hoàng Tuấn làm thứ nhất là bảo vệ cái danh phẩm, cái giá trị của cái bằng lái xe tiếng Đức của người Đức, và hai là cái danh phẩm của anh Võ Thanh Tùng là người sống ở Đức. Thứ ba là để lấy đó để chúng ta làm cái bàn đạp cho người dân trong nước. Đừng sợ công an nữa, đừng sợ công an nhân dân nữa. Họ lợi dụng, lợi lạm chức, lạm quyền để hút máu 90 mấy triệu người dân trong nước. Chúng ta quá đủ rồi. Hoàng Tuấn mong rằng cái ngày hôm nay Hoàng Tuấn nói để cho ông Thượng tá Trần Văn Thưởng này trực tiếp mà nghe. Hoàng Tuấn không bỏ cuộc mà Hoàng Tuấn phải đòi cho được công lý này. Tôi nói trong ông có thời gian 2 tuần, theo lực pháp nhân quyền thế giới, ông có thời gian 2 tuần suy nghĩ. Một, ông cảm thấy là Trung úy Võ Thành Tâm này sai. Trung úy Võ Thành Tâm này sai. Cách cư xử côn đồ của một cái quan sai, một người sĩ quan, thì thứ nhất, ông tuyên bố toàn bộ trên diễn đàn là lột chức Trung úy này, kỷ luật Trung úy này, khai trừ khỏi đảng. Đứng trên diễn đàn xin lỗi Võ Thanh Tùng thì Hoàng Tuấn bỏ cuộc. Hoàng Tuấn nói thẳng. Còn nếu mà ông cứ mãi mãi u mê để bảo vệ cái tầng lớp trẻ, những cái phe phái lợi ích nhóm, cái tham ô tham nhũng, bán rẻ lương tâm cho cái ngành công an nhân dân các ông á, hơn 43 năm nay người dân chúng ta, người dân trong nước không còn lòng tin công an nữa rồi, mà các ông cứ u mê, cứ mãi là bảo thủ là công an đúng, công an chưa sai. Để cho chúng ta biết, chứng minh ngày hôm nay cái video clip của Trung úy Võ Thành Tâm phát biểu những cái luận điệu xa trường học đó, thì để cho chúng ta biết được cái sai trái trên cái diễn đàn này. Bao nhiêu người bức xúc, hàng triệu, hàng trăm ngàn người trên người Việt Nam, trên toàn cầu đã bức xúc, chứ không phải riêng Hoàng Tuấn. Thì cái tạo điều kiện hôm nay là cái may mắn cho Hoàng Tuấn, là Hoàng Tuấn cũng muốn làm rất nhiều chuyện anh chị. Hôm nay cái may mắn của Hoàng Tuấn là anh Võ Thanh Tùng là người Đức, mà anh có bằng lái xe Đức, anh nói tiếng Đức được. Hoàng Tuấn sẽ dịch toàn bộ những cái bài văn, cái bài báo mà ông Thượng thượng tá Trần Văn Thưởng này nói bằng tiếng Đức. Hoàng Tuấn sẽ gửi luật sư. Và Hoàng Tuấn đưa cái video clip này cho Bộ Giao thông của Đức xem, Bộ Giao thông của Đức trình với bà Merkel xem đó Việt Nam và Đức như thế nào. Nếu ông không còn cái tâm trí vì một hai đồng bạc, bán rẻ nhân phẩm, bán rẻ đạo đức của công an nhân dân, xem thường dân tộc người Việt Nam chúng tôi, là Hoàng Tuấn sẽ làm. Hoàng Tuấn nói, bảo đảm với ông là tôi nói tôi sẽ làm, dù lệ phí bao nhiêu đối với tôi lúc này không quan trọng nữa. Đó thì mong các anh chị, những anh chị em nào có những cái tâm tư, những cái gì muốn chia sẻ nữa, Hoàng Tuấn mời lên các anh chị xem. Để đây là những cái tâm tư Hoàng Tuấn nói là nói sự thật, cho Hoàng Tuấn không nói là làm đùa giỡn với anh chị nữa. Đó thì mời đây các anh nào lên. Chị anh Sương Đăng. Đấy. Thật sự Hoàng Tuấn thấy khó chịu anh chị. Cái nhân phẩm đạo đức người Việt Nam chúng ta đã mất quá nhiều rồi. Mất quá nhiều rồi. Cũng vì những cái đội nhóm công an giao thông, bây giờ ra đường người dân chúng ta thì không nhìn mặt họ, là dùng những cái từ ngữ không khó chịu, toàn bò vàng, thấy là công an giao thông là không hài lòng. Những cái sai cái trái của họ mà họ cảm thấy cái đó trên clip nó quá đủ cho chúng ta thấy rồi. Con người mà người dân nông thôn, người dân bình thường, người dân giản dị, người công nhân bình thường, họ cũng vẫn thấy cái người công an giao thông này sai, anh Trung úy Võ Thành Tâm này sai. Nhưng ông ta biện luận rằng Trung úy Võ Thành Tâm này vì áp lực công việc cho nên hành xử không đúng theo pháp luật. Cái lỗi là lỗi của anh Võ Thanh Tùng là người Đức gốc Việt trước, chứ không phải là cái lỗi của Trung úy Võ Thành Tâm. Trung úy Võ Thành Tâm xử lý đúng theo pháp luật. Nó thì tôi nói ông đúng theo pháp luật thì để cho ông pháp luật. Hoàng Tuấn nói bằng chứng là làm. Sương Đăng nha, Hoàng Tuấn mời không được nha. Hoàng Tuấn đang mời anh Trương Sỏi, để xem anh Trương Sỏi là ai. Ai chào anh Trương Sỏi. Vâng. Chào bác. Xin lỗi anh ra đâu vậy? Anh nghe được không vậy? Nghe được ạ. À,
Thì thưa anh, thế nãy giờ trên diễn đàn Hoàng Tuấn nói là đơn giản thôi, giờ Hoàng Tuấn nói phản biện cái cách mà cái phản biện cái cư xử cái của cái phòng công an thành phố Hồ Chí Minh này là ông thượng tá Trần Văn Thương là một cách hành xử mà vô nhân quá của ông ta. Cái ông đàn em của ông ta là Trung Quý Võ Thành Tâm là một người khinh bỉ cái danh phẩm đạo đức, cái giá trị cái bằng lái xe của Đức, mà bằng lái xe Đức tôi nói cho anh biết trên thế giới 175 nước người ta công nhận. Mà anh Võ Thanh Tùng này là người Việt gốc Đức, ở người Đức gốc Việt về Việt Nam chơi có cái bằng lái quốc tế đưa, mà anh Trung Quý công an giao thông này nói một câu phản biện rằng cái bằng lái xe quốc tế Đức của anh ở Việt Nam vô giá trị. Đó, cái cách phản biện của ông Thượng tướng Trần Văn Thương là phó phòng công an thành phố Hồ Chí Minh, là phòng BBC67 gì đó. Ông ta nói đây là cái hành xử này sai đầu tiên là của một anh Việt Kiều, là anh người Đức gốc Việt. Đấy là anh Võ Thanh Tùng. Còn cái cách cư xử của Trung Quý Võ Thành Tâm là đúng. Đó. Thì dựa theo cái pháp hiến pháp và cái luật pháp của quốc tế thì Hoàng Tuấn đọc lên những từ đầu đó, thì toàn bộ trong hiệp ước Việt Nam có đồng lòng với cái bằng quốc tế của Đức công nhận cái bằng quốc tế của Đức, không riêng Việt Nam mà cả 175 nước công nhận cái bằng lái xe của Đức, chứ không phải là của Việt Nam không. Nhưng cái mà của công an giao thông anh Trung Quý Võ Thành Tâm này muốn phong bì hay là muốn bánh mì gì đó muốn không được, anh Võ Thanh Tùng mình cứng rắn thì câu luôn người ta, cẩu xe người ta về cơ quan. Tới 4 giờ chiều thì cái phòng công an mới mời anh Võ Thanh Tùng lên những cái từ ngữ như thế nào đó thì mới trả lại xe người ta. Còn bây giờ trên báo chí ông trưởng, ông phó phòng công an giao thông ông đổ tội là cũng Võ Thanh Tùng sai chứ không phải là anh Trung Quý Võ Thành Tâm sai. Thì theo Hoàng Tuấn nghĩ là theo Hoàng Tuấn nghĩ là anh cũng có xem video clip rồi, theo anh nhận định như thế nào về cái cách cư xử của Bộ Công an này? Họ vì dân, vì nước hay là họ vì họ, vì cái bè phái của họ mà thôi? Mời anh. Em không nghe được không ạ? Em không nghe rõ được. Không nghe rõ. Theo anh nhận định mấy ngày nay anh nghe thông tin của người công an đó là nói cái bằng lái xe của anh Võ Thanh Tùng là người Việt gốc Đức á, là không có Việt Nam không có trọng dụng, không có giá trị, thì anh nghĩ sao về cái câu nói của một người Trung Quý công an này? Cái về cái bằng quốc tế em không, về luật em không ham hiểu lắm đâu anh. Em không ham hiểu lắm. Vì cũng nói chung là người làm pháp luật bao giờ người ta cũng có những cái nó gì hơn. Và người ta vẫn có những cái là người ta bảo thủ hơn một tí. Mình là người dân thì anh bảo làm nào này. Còn nếu vậy theo anh nhận định cái anh Trung Quý công an này sai hay là cái anh Võ Thanh Tùng người Việt Nam gốc Đức sai? Bằng quốc tế thì em cũng không ham hiểu lắm, em chỉ có bằng Việt Nam thôi, nên là những cái ví dụ như sai cái nỗi đè vạch cái những cái tốc độ tốc nhất cái thứ thì ví dụ mình chạy quá tốc độ thì là mình sai. Nhưng còn cái bằng quốc tế, nếu vậy thì anh nhận định anh là giờ hôm mấy bữa nay anh có xem cái video clip đó không vậy? Em cũng có xem qua thôi, nhưng mà ví dụ như mình người với nhau thì cứ làm sao xử sự cho nó bình thường thôi, nói những câu nói nó bình thường thôi, làm gì anh bảo có phải là những cái vụ mà xảy ra tai nạn chết người hay thế này thế khác mà mình làm mà Mỹ, vì bây giờ giữa con người với con người đến Việt Nam Trung Quốc rồi Việt Nam Mỹ rồi là Việt Nam với Campuchia bôn bốt nên phải đến lúc cũng phải giải hòa chứ. Con người với con người mình làm sao sống lại tôn trọng nhau, nói cái câu nói đó. Đấy, anh nãy anh có nghe diễn đàn Hoàng Tuấn nói không? Hoàng Tuấn cho ông Thượng Quý là ông cho ông Thượng tá này thời gian 2 tuần theo luật pháp của quốc tế. Ông sẽ cư xử, một là cho ông Trung Quý Võ Thành Tâm này mất chức, đuổi về giường, kỷ luật, khai trừ đảng. Tại vì ông ta là chính là một người bôi nhọ cái đảng, coi cái Bộ Công an và cái Công an Nhân dân, làm mất đi tiếng tăm và chỉ nhục cả cái pháp lực, pháp quyền của Việt Nam, chính là Trung Quý Võ Thành Tâm này.
Nếu ông ta không đồng ý, ông ta khăng khăng là Võ Thành Tâm này đúng, thì Hoàng Tuấn sẽ kiện. Tôi nói thật, anh tôi sẽ kiện, tôi sẽ làm. Hoàng Tuấn nói là Hoàng Tuấn sẽ làm. Đây, đủ cái phương diện pháp lý, chứng từ Hoàng Tuấn có, video clip có, những lời nói của ông thượng tá Trần Văn Thương này Hoàng Tuấn có. Hoàng Tuấn sẽ dịch vào tiếng Việt hết, dịch vào tiếng Đức hết, và Tuấn mướn luật sư giao thông gửi tới Bộ Giao thông Đức thử xem Việt Nam xử với Đức như thế nào. Tôi nói cái chuyện Việt Nam với Đức anh đã biết rồi. Nếu anh không biết được cái thông tin này thì cũng cảm ơn anh những cái quan tâm, những cái tin tức mà anh đã đón nhận. Nhưng Hoàng Tuấn nghĩ là chắc cái chuyện này anh cũng không rành lắm. Cũng cảm ơn anh trên diễn đàn. Cảm ơn anh nhé. Bằng quốc tế em không am hiểu lắm anh thôi. Không am hiểu mà lên đây làm cái gì trời. Đấy. Ok Quỳnh Trương Ca, mình thấy mình khó chịu. Đó, chỉ mong các anh chị, những anh chị em nào hiểu được cái ý Hoàng Tuấn muốn nói như thế nào, là muốn bảo vệ cái cuộc sống và cái tính mạng người dân, bảo vệ công lý cho người dân chúng ta, thì các anh chị em chúng ta phải có một cái tâm quyết, chứ không thể nào chúng ta ngồi thờ ơ với công an giao thông này được, với con hành chữ công an được. Ok anh Thể. Ok Hoàng Tuấn tức quá, anh không chịu được, không chịu được. Thật sự sáng giờ các anh chị biết, lúc Hoàng Tuấn đi làm là lúc 5 giờ sáng, mà vừa làm vừa đọc báo, vừa vào phòng đọc báo, vừa ngồi bureau đọc báo, mà thấy cái cách cư xử của ông thượng tá này mình không chấp nhận được. Mình không chấp nhận được. Con người với nhau, một người công an thường là công an, ông Tô Lâm hay là không trước Tô Lâm cũng tuyên bố rằng công an đại diện cho dân, công an đại diện cho Quỳnh Thanh không lên được. Quỳnh Thanh à, anh Lê Minh Thể, anh Lê Minh Thể cũng không lên được luôn, Tình Lặng lên không được. Vào các anh nào muốn lên đó thì nhảy ra toàn bộ đi, nhảy ra vào lại. Anh Lê Minh Thể cũng không có camera luôn. Phương Nguyễn không lên được luôn. Tấn Nguyễn không lên được luôn. Đúng rồi, Trương Duy Thổ, Hoàng Tuấn không bỏ cuộc đâu. Tôi nói Hoàng Tuấn không bỏ cuộc. Hoàng Tuấn đó, cái diễn đàn hôm nay, Hoàng Tuấn nói cho ông Thượng Tướng, ở Thượng Tá Trần Văn Thương này, thời gian 2 tuần. 2 tuần đúng chính xác, Hoàng Tuấn sẽ làm việc. Hoàng Tuấn không bỏ cuộc đâu. Đó, anh Lê Bình Thể lên được. Anh Lê Bình Thể không có camera trước mặt. Lê Minh Thể can nít camera for và các quyền. Anh Lê Minh Thể có nhảy ra toàn bộ đi, anh thể vào. Tất cả anh Sương Đăng cũng không lên được rồi. Nếu mà những anh chị em nào mà cảm thấy oan ức về cái chuyện bất đồng bất công của Bộ Công an Giao thông của Việt Nam đấy, họ hành xử với người dân chúng ta mấy chục năm nay quá đủ rồi. Hoàng Tuấn không có điều kiện, Hoàng Tuấn không có phương tiện. Hôm nay cái dịp mai là cái chuyện này á, thật sự là có anh Vũ Thanh Tùng là một người Việt ở gốc Đức, người Đức gốc Việt, thì cái chuyện nó lộ ra chúng ta biết thì Hoàng Tuấn không thể nào chấp nhận được. Nên vì chỗ đó Hoàng Tuấn muốn chia sẻ với anh chị, để cho anh Phương Nguyễn cũng không lên được. Anh Phương Nguyễn, Hoàng Tuấn không có mời anh được camera, không có lên được, không biết tại sao trời. Tình Lặng không lên được, Tình Lặng ơi, nếu Tình Lặng lên thì có thể nhảy ra hết đi. Nếu anh chị em nào muốn vào chia sẻ cái tâm tư nguyện vọng đó thì các anh chị cứ nhảy ra ngoài. Cơm trái mang tiếng là có bằng đại học, là một đệ tử của dân mà ăn nói như thằng du học, đi học lại điều công an nhân dân đi. Đúng mà, cảm ơn chị Thịt Dê. Thật sự anh chị em nên thông cảm là những cái chuyện này Hoàng Tuấn không chấp nhận được. Không chấp nhận được. Chúng ta là người Việt Nam với nhau. Họ đừng lấn áp người Việt Nam chúng ta quá đáng. Họ xem thường người dân chúng ta quá đủ. Cái hành pháp họ... Ê, chào anh Hoàng Tuấn Bạch. Chào tất cả anh chị em nha. Ok, chào. Em chào tất cả anh chị em nha. Chào anh Hoàng Tuấn Bạch. Okay. Bây giờ em chỉ chia sẻ một chút thôi. Là hồi nãy em có nghe cái câu chuyện của anh, thì
cái xã hội Việt Nam nói chung là họ không có đi ra ngoài thế giới, họ không biết cái luật lệ của thế giới như thế nào. Cái bằng lái quốc tế nó rất là giá trị cho cả một thế giới đó. Nhưng mà anh cứ nghĩ cái anh công an vừa rồi là anh làm như vậy là sai luật quốc tế. Nhưng mà anh có biết không, cái người công an trong đất nước Việt Nam họ không đi ra ngoài quốc tế, họ không biết cái luật lệ gì đối với một đất nước Mỹ hoặc là những đất nước tư bản. Họ không có nắm luật được, họ không có hiểu biết. Họ không có hiểu biết, họ không có cái nhân quyền tự do của người, họ không hiểu biết. Đó, chính vì anh thấy không, có rất, đâu có phải chuyện này đâu, mà có rất nhiều người dân trong nước đã cắt tiếng nói đòi tự do nhân quyền cho dân chủ cho Việt Nam mà cũng bị đang hiện giờ bị bắt đó, bỏ tù. Biết bao nhiêu là người dân đang đau khổ, họ chỉ vì cái tiếng nói tự do dân chủ. Họ là một người không tắc đắc trong tắc sắc trong tay, không súng đạn, mà nói là người ta là phản động đó. Đó là cái người lãnh đạo Việt Nam nó đã như vậy rồi, bây giờ anh có nói đi nữa. Cho nên người dân phải một lần đứng lên để nói lại, để đi nói cho cái tụi này nó muốn làm gì làm. Mời, không được không được cái điều đó. Hoàng Tuấn sẽ làm chuyện này, Hoàng Tuấn sẽ làm chuyện này. Mong anh nói thẳng về vấn đề cái vụ mà đâu? Cách cư xử của công an đi anh, chứ đừng nói mong đó là... Thì cái thằng công an này nó có nghĩa là nó coi thường con người và coi thường các pháp luật đó. Anh nói thẳng về vấn đề luôn, thì nó rất là coi thường, nó không hiểu luật, không biết một cái gì hết, nó coi nó không ra ngoài được, nó không có nắm được được đó. Anh chỉ nói đâu lời cho anh vậy thôi. Đó vậy thôi. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi. Cảm ơn những cái tâm tư nguyện vọng, cái bức xúc của anh Hoàng Tuấn cũng rồi, rồi. Cũng luôn luôn ủng hộ Hoàng Tuấn, cảm ơn. Nói bây giờ anh Lê Minh Thể đâu rồi? Anh Tình Lặng đâu rồi? Tình Lặng đâu rồi? Nói thì mong các anh chị là ủng hộ cái tinh thần Hoàng Tuấn, tại vì Hoàng Tuấn muốn làm chuyện này đó. Thầy Quần Tướng mất công lắm, nó không đơn giản đâu. Thời gian nếu mà làm chuyện này mất phải nửa năm, không phải là sớm đâu. Tại vì cái bên cái pháp lý của Đức đó, họ làm việc rất kỹ càng và chặt chẽ. Họ làm cũng từ bước, họ làm theo pháp lực, họ làm theo cái hành pháp của họ, chứ không phải là muốn làm như là những cái động vật ở Việt Nam mà nhảy vô là pháp, nhảy vô cắn, nhảy vô hành động đâu. Đức không bao giờ có chuyện đó. Mong anh chị rằng anh ơi, mà nó nhúng tay vào nó bọn tướng kiện vào Bộ Giao thông á thì không có đơn giản anh chị. Rồi mà anh cho em biết câu thôi, em xuống luôn cái tư cách của công công an đấy nhá. Em thì cái kiểu em đã không ưng rồi. Thứ nhất nói về Việt Nam, ông ấy đeo cái bộ đàm lên phù hiệu, anh ạ, ông đeo cái phù cái bộ đàm lên phù hiệu đấy là mất tư cách rồi. Thứ hai, ông làm nó hoàn toàn sai. Các anh bảo người ta không hiểu chứ không phải đâu, người ta học luật nhờ chán rồi. Người ta học luật rất kỹ rồi đấy, chẳng qua là cái người ta muốn kiếm chắc gì nó vậy thôi. Đấy. Bằng quốc tế thì nó kiếm bánh mì không được, kiếm phong bì không được, muốn làm khó làm dễ phải không? Nên ý muốn cẩu xe để tướng này chi tiền ra. Đấy. Nhưng tướng này cũng còn chắc ký đấy. Dạ. Không phải là người ta không hiểu đâu anh ạ. Không phải là người ta không hiểu. Người ta học chán thì người ta đến trung úy thì người ta phải thuộc chứ. Đúng không? Chỉ quan trung quý chưa đủ đâu, chưa đủ khả năng nhớ đâu. Mấy trung quý chỉ mấy thằng bé gái thì chưa có đủ khả năng hiểu lực. Anh tôi nói xin lỗi. Tại sao Tuấn anh để nói này đã. Nó tụi nó học trung cấp thôi mới 3 năm rưỡi à. Cái bằng quốc tế là được đi những nước nào cái người cầm bằng lái xe, người ta cầm cái bằng ấy người ta hiểu luật là được ở đi ở đất nước Việt Nam rồi người ta mới lên. Đó. Nó không ngu đâu. Vâng, thôi em nói. Thôi rồi để cho người khác lên không. Dài thời gian quá. Ok, còn cảm ơn nha.
Thì cũng thật sự nãy giờ hai người chia sẻ rồi mà chưa có người nào hiểu được ý Hoàng Tuấn muốn nói như thế nào. Anh chỉ còn anh chị nào lên, anh Lê Minh Thể đây, mời Lê Minh Thể đi. Đấy, Lê Minh Thể giờ có camera đó. Thì các anh chị nhìn thấy, tôi nói những bạn trẻ, nếu mà người nào yêu À, Đảng, chào yêu bác, chào Tuấn. cũng yêu. Nhưng Hoàng Tuấn hôm nay là phản biện chính thức, không có nói ai cả. Hoàng Tuấn phản biện cái hành xử vô văn hóa của Công an Việt Nam, khinh bỉ cái bằng lái xe của Đức, mà bằng lái xe Đức các anh chị biết cả thế giới người ta 175 nước công nhận, trong đó có Việt Nam, mà họ muốn gì phong bì, họ muốn gì cái bánh mì, họ khinh bỉ người ta. Cho nên cái đó là cái điều kiện hôm nay Hoàng Tuấn sẽ cùng với anh Võ Thanh Tùng, người Việt gốc Đức này làm việc tới nơi. Tôi trốn chuyện này mà nên mời Lê Minh Thể, nãy anh chia sẻ Hoàng Tuấn chia sẻ là anh biết rồi, mong anh suy nghĩ suy tư anh, mời anh. Trước hết là cảm ơn anh Hoàng Tuấn mời lên diễn đàn, và cũng xin chào tất cả như vậy chào là bố anh quý. chị, bạn bè cũng như các em và các cháu trong nước cũng như ngoài nước đang theo dõi trên cái diễn đàn của anh Hoàng Tuấn. Thưa anh, từ nãy đến giờ như vậy là anh chia sẻ, tôi cũng có ngồi ở ngoài tôi lắng tai và nghe anh nói về cái thượng tá như vậy cảnh sát giao thông là Nguyễn Văn Thương thành phố Hồ Chí Minh. Trần Văn Thương. Trần Văn Thương. Thế thì cái này là cái cá nhân của tôi, thì tôi chia sẻ với anh Hoàng Tuấn về cái cảm nghĩ cá nhân và cái hiểu biết cá nhân. Thế thì tôi thì cũng tài xế và cũng đi rất là nhiều. Thì nói chung là cái này không phải một con sâu lầm sòng nào canh đâu, cả một cái bọn công an chứ không phải con sâu đâu, các bạn đừng có biện luận. Họ đã hút máu các bạn quá đủ rồi. Các không. bạn hiểu không? Tức là cũng có những cái comment thì rất là láo ở đây. Tôi cũng có xem các cái comment, nhưng cũng có cái comment thì cũng có những cái khía cạnh đúng anh Hoàng Tuấn. Tại vì chúng ta nói một cái cho nó công bằng thì nói chung là có rất nhiều, nói chung tôi thì tôi nói cá nhân, có lẽ là nó không đúng với ý của anh hoặc là không đúng với ý mọi người, thì tôi cũng cứ nói theo cái ý cá nhân. Là lý do là như thế này, thì nói về cái ngành giao thông á, thì tôi nói thật với anh là nói đến cái bằng, đã nói đến cái bằng mà gọi là bằng quốc tế, thì tôi muốn nói ở cái chỗ là những cái bạn hồi nãy cũng có bằng ở Việt Nam. Thế nhưng mà nói đến cái bằng quốc tế, đã gọi là bằng tiêu chuẩn quốc tế, thì có nghĩa là anh đi Mỹ, anh đi Pháp, anh đi Đức, anh đi Ý, anh đi bất cứ một cái nước nào, thì cái bằng của anh đều sử dụng được. Đều sử dụng được. Tức là anh hiểu được hết tất cả các cái luật mà người ta dạy ở trong cái bằng đó để cho người ta cấp cho anh. Nó cũng giống như vậy là anh học, như vậy là cái anh học một cái chương trình phổ thông và một cái chương trình đại học vậy. Cái chương trình đại học thì anh học nó cao hơn, nó mở hơn, nó rộng hơn. Còn như vậy bây giờ anh học mà coi như anh ở trong, bây giờ anh không có bằng phải không? Anh có một cái bằng, cái bằng gọi là cái bằng công nông thôi, hay là cái bằng máy cày thì có nghĩa là anh lái ở dưới ruộng thôi. Nhưng đã là cái bằng lái xe tải, phải không? Anh va chạm ở trong thành phố thì nó khác với cái bằng ở nông thôn, ở cái chỗ là anh lái máy cày ở dưới ruộng. Thì ở đây chúng ta hiểu một cách đơn giản là gì? Cái bằng mà đã là bằng quốc tế thì người ta được học tất cả các cái cách tham gia giao thông ở trên tất cả các cái nước mà khác với cái nước của mình, thì đó là được gọi là cái bằng có chứng chỉ quốc tế. Thì đó là theo cái hiểu của tôi nó là như vậy. Thế thì nói ngắn thôi, tôi muốn nói đây. Với Hoàng Tuấn là bởi vì tôi theo bằng Hoàng Tuấn đây mà. Các chị có đây từ trên dưới đây. Vâng, tức là để tôi nói ngắn ở cái chỗ, tức là ở đây á, thực tế ra là không phải nói là một cái bạn là thượng tá này, mà tôi cũng gặp rất nhiều, tôi va chạm rất nhiều các cái loại tá giao thông ở trên đường và các tỉnh khác nhau. Thế nhưng mà tôi muốn nói anh Hoàng Tuấn như thế này này, đúng, cũng có người rất là tốt, có người rất là tốt anh Hoàng Tuấn nha, tôi phải khẳng định là có người rất là tốt, và có những người có thể là người ta mình va chạm với họ và mình đụng chạm cái vấn đề giao thông, thì có những người nói lên cái cách nói thì họ dựa theo pháp luật, họ nói một cái cách rất bài bản. Thì đó là tôi nói cá nhân nhé, cũng có người rất là tốt như vậy, nhưng ở đây chúng ta nói chung một cái cách, tức là hầu như tôi nói với anh Tuấn, đừng có nói là cái thằng thượng tá Thương này, mà nhiều cái thằng
đại anh Trần Hà chú ý nha, mà công an sai công an biết lỗi thì được. Cái này thằng Trung úy công an đã sai, phát biểu khinh bỉ cái phẩm chất và cái giá trị cái bằng quốc tế của người ta, mà ông thượng tướng này, ông thượng tá công an này á, ông còn biện luận là cách hành xử của Trung úy công an này đúng. Bạn nghĩ sao? Bạn nghĩ sao đây? Nếu bạn chưa hiểu được đầu đuôi câu chuyện thì Hoàng Tuấn xin mời bạn nghe lại từ đầu, chứ đừng vào đây bình luận mà nói Hoàng Tuấn soi mói. Hoàng Tuấn chưa có soi mói đâu. Khoan khoan để tôi anh Hoàng Tuấn này đâu. Anh Hoàng Tuấn vẫn cứ cả những anh chị em trong nước. Bây giờ tôi có một cái đề nghị với anh Hoàng Tuấn này. Ở trong này á, tôi xem từ nãy đến bây giờ cái clip của anh nói rất là, anh rất là bức xúc. Tôi hiểu cái cách bức xúc của anh, nhưng mà có rất nhiều cái comment ở trong này cũng rất là mất lịch sự. Tốt nhất anh không cần... tốt nhất tôi nói với anh một điều, tôi khuyên anh một điều tốt nhất, anh không cần phải phân tích mấy cái loại comment này, anh cứ gạch đi cho nó nhanh, anh cứ gạch bỏ đi, anh không cần phải giải thích với bọn này. Nhưng mà tôi nói như thế này này, đừng nói là cái thằng thượng tá này, mà rất nhiều, tôi khẳng định luôn, có rất nhiều cái thằng thượng tá khác cầm cái bằng quốc tế của người ta mà nói thật chứ. Biết, biết đâu. Anh nhìn thấy cái mặt nó là anh biết rồi, mặt nạc đóm dày. Tôi nói thật chứ đừng có nói cái thằng này, nó sống lên lâu nó lên lão làng thôi. Có lẽ là anh em dòng họ nhà nó như vậy là chú bác nhà nó làm quan đưa nó lên. Thực tế tôi nói với anh là nhiều cái thằng tá ở đây này, nó cầm cái bằng quốc tế của người ta mà nó biết được một cái chữ nào trong đó, tôi học máu tôi chết liền. Tiếng Đức làm sao họ biết đó? Tiếng Đức tôi bảo đảm chắc chắn công an giao thông chưa biết được tiếng Đức. Không những là cái tiếng Đức mà ở trong cái bằng mà gọi là đã là cái bằng mà bằng quốc tế là người ta biết tiếng Anh chứ không phải tiếng Đức. Người ta không biết tiếng Anh bằng quốc tế nói. Tiếng Đức là của tiếng Đức ạ. À. Bằng quốc tế Đức nó để là Deutsche Internationale Führerschein, nó để rõ ràng bằng tiếng Đức chứ không phải bằng tiếng Nga, bằng mà những cái ký hiệu của nó ký hiệu quốc tế. Không, nó có cả dòng tiếng Đức cả tiếng Anh rồi. Tức là nó có dòng tiếng Đức và nó có cả dòng tiếng Anh chứ không phải là không. Nhưng mà tôi nói như thế này này, nếu như thực sự ra mà anh va chạm không kể được thành Trung, không với kể nước được. Ngoài tức là các cái bằng 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 quốc tế rồi đó, thì tất nhiên anh cũng có một cái cách. Nếu như anh không biết tiếng phải không, thì anh mời về như vậy là cơ quan anh giải thích với họ một cái cách cho nó bài bản phải không. Nhưng mà ở cái chỗ này thì anh biết không, đây nói thẳng là những cái thằng mà nó làm mà giao thông này này, có những thằng nó rất ngang ngược, nó rất ngang ngược, nó ngang ngược, nó làm giống như là cái kiểu mà cái đường nó làm như giống như là cái đất nước này là của ông nội nó đẻ ra, mà coi như là mà tất cả mọi người mà tham gia giao thông là đang làm thuê cho gia đình nhà nó, tức là cái kiểu nó như vậy. Cho nên nó rất ngang ngược, và nó ngang ngược ở cái chỗ là gì anh biết không, nó thiếu hiểu biết, nó có cõng nhiều cái sự ngu dốt ở trong đó, cho nên nó mới xử sự nhiều cái nó sai, anh hiểu không? Thế thì đây là cái gì? Đây là tất cả cái tài sản của đảng đang đào tạo cái bọn này ra đây. Chính xác vậy. Chính xác vậy. Nếu như có một cái cách mà đào tạo những con người ra để phục vụ cho dân chúng, cho đất nước, sử dụng những người tài, thì ở đây làm sao mà gọi người tài được? Ở đây làm sao mà là gọi những người có như vậy là trí thức, có trí tuệ được? Không thể gọi như thế được. Cho nên á, Trung úy Võ Thành Tâm này á, Trung úy Võ Thành Tâm mà tôi nghĩ là mua chức mua quyền thôi, cho nên nó học không trời có ơi. Câu đâu cả, các ăn nói như là cung đồ. Tôi nói với anh là nhiều người tài xế ra đường, tôi nói với anh nhiều người tài xế ra đường nha, người ta đậu xe rất bài bản. Tôi đã từng xem những cái clip, tôi nói anh một cái khúc đường của người ta đang làm mà gọi là các cái người mà người ta ra bán hàng rong đó, người ta kéo cái cây dù lên để người ta bán hàng rong, tức là cái khúc đường của chủ đầu tư người ta đang làm chưa xong, mà có những người người ta đậu cái xe vào đó, người ta đậu cái xe nằm ngang hay nằm dọc hay là nằm chéo hay như thế nào, đó là quyền của tài xế, nó không liên quan gì đến như vậy là cái vấn đề giao thông để mà các anh phải ra cái nhà. Nhưng anh biết không, nó rủ nhau cả một đám như vậy 6-7 thằng, nó bắt bẻ người ta, nó bảo là người ta đậu không đúng chỗ, mới lại là tại sao không đậu dọc mà lại đậu nằm ngang. Cái chuyện tôi đậu nằm ngang hay nằm dọc, tôi đậu không phải lấn chiếm ở trên cái đường các anh đang quản lý,
hay là tôi, ở trên cái đường tôi đang tham gia giao thông và mọi người đang tham gia giao thông mà tôi đậu ở cái khúc đường của cái công ty người ta đang xây dựng, người ta làm chưa xong, tôi ghé vào đó tôi đậu, nó khác hoàn toàn với cái đoạn đường mà gọi là đã có người tham gia giao thông. Nhưng mà nó vẫn nghe như là anh ngồi đó cho mọi người nghe. Anh Hoàng Tuấn không phải cho tôi xem cái này nữa. Tôi không muốn xem cái này nữa, Hoàng Tuấn, bởi vì tôi cũng tài xế mà. À, tôi không cần xem cái này nữa, tôi cũng giải thích được. Anh chở nó ngang nè, anh chở nó ngang nè. Chở nó ngang. Nó rất là láo, nói tóm này là nó rất là láo. Nó xử sự rất là láo. Các anh cần bằng lái quốc tế, tôi xuất trình bằng lái quốc tế các anh. Không. Bằng lái quốc tế của anh vô giá trị đối với ở đại biệt Việt Nam với tôi. Còn được chưa? Okay, nếu mà nói như vậy anh tôi muốn nói một cái câu như thế này anh Hoàng Tuấn ạ. Tôi nói ở đây là bảo là tôi thật sự ra tôi cũng không muốn muốn nói nặng lời đâu. Nhưng mà tôi nói cái loại mà cảnh sát giao thông này, đến cái thằng bố đẻ ra nó còn ngu chứ đừng nói gì là cái thằng này. Ê, tôi nói giờ, tại sao là anh nghĩ tại sao mà sáng giờ bố nó lại cái đâu cũng làm cán bộ rồi đưa nó vào thôi. Nhưng mà thực tế là cả cái chúng nó không biết cái gì đâu. Nó nghĩ rằng là nó làm nó được trang bị nọ kia ra là oai phong lẫm liệt lắm. Thấy không? Nó nghĩ là mà đích là nó muốn nói là nó nói là đúng, còn người ta nói là không bao giờ đúng. Cho nên cái luật pháp của Việt Nam anh biết là nó ngang ở cái chỗ đó. Nó là cái tài sản của xã hội chủ nghĩa, nó là ở cái chỗ này. Cho nên tôi không muốn nói về cái vấn đề của cái thằng thượng tá Thương này nhiều, mà anh nhìn và anh cũng không nên bức xúc nhiều quá làm gì. À không, tôi không bỏ cuộc, tôi nói anh rằng cái ý của tôi nói là diễn đàn, tôi nói chuyện anh, tôi lên diễn đàn tôi nói là tôi bỏ, không bao giờ tôi bỏ cuộc. Đây là cơ hội để tôi có điều kiện để giải trình cứu nguy cái giải pháp của người dân quan trong nước trên cái phương trường pháp lý quốc tế. Chứ không phải Tuấn lên đây nói chuyện là nói để hù dọa thượng tá này. Hoàng Tuấn nói trên pháp lý quốc tế đàng hoàng. Chính xác, tôi hiểu ý của anh. Lên trên cái liên minh châu Âu toàn diện. Tôi hiểu ý của anh Tuấn nói mà. Cho nên là tôi nói với anh này, nó có rất nhiều từ Bắc vào Nam. Có rất nhiều cái Hoàng cảnh tài xế. Anh chí cái chuyện này nó xảy ra. À, có rất nhiều cái cảnh tài xế mà ra đường mà gặp cảnh sát giao thông. Tôi nói anh là kể cả cái xe Honda của người ta. Anh thấy có những công an mà xe Honda của người ta dựng ở trên bờ hè đấy. Mà nó còn đến, nó còn hoạch hẹ, nó còn dắt xe của người ta đi thì anh thấy nó cũng ngang tàn. Nó rất nhiều. Tôi nói về chúng ta phải, người dân trong nước, anh em chúng ta và mỗi người phải có trách nhiệm bảo vệ cái cuộc sống và quyền lợi của người dân chúng ta đi. Đừng để họ đạp trên đầu người dân chúng ta sống ngoài. Chính xác nó là như vậy. Chính xác nó là như vậy. Anh các chị cho nên... tìm ngoài. Chính xác anh nói cái điều đó tôi đồng ý. Nó là như vậy. Cho nên đòi hỏi là gì? Tất cả những cái người tài xế của Việt Nam ấy, đã học thì học cho ra học. Hiểu đúng về như vậy là luật giao thông. Thì anh ra đường anh mới đối chọi với cái bọn công an ngu dốt được. Còn nếu như mà anh anh đi mua bằng ở Việt Nam này, anh Tuấn biết, tức là học thì nhiều khi là thực tế là có nhiều người đi học là chẳng qua là đào hẳn có lên đâu, đào hẳn có lên bằng chia sẻ với bọn Tuấn không? Chứ còn là học mà bài bản thì cũng ít lắm. Thành thử ra á, cái người tài xế, cho nên anh thấy ngay như cái có một cái thời gian ở cái chỗ trạm cây lệch, cái thời gian mà chúng tôi tham gia để mà chống đối cái trạm cây lệch, một cái thằng công an xuống phải không, cũng đại úy rồi, hỏi bảo như vậy là mà đích là thấy như vậy cái người chạy xe bốn bánh à bốn chỗ, bảo là bây giờ như vậy là bằng lái anh đâu. Trước khi cái người tài xế phải không hỏi cái người công an xem à bây giờ anh kiểm tra giấy tờ của tôi thì lỗi của tôi là cái lỗi gì, tôi chạy quá tốc độ hay là anh kiểm tra hành chính, anh kiểm tra cái kiểu gì. Nếu như họ đưa ra được cái bây giờ anh chạy quá tốc độ, có camera, có hình ảnh, ok đó, kiểm tra, thì lúc đó anh sẽ móc ra kiểm tra. Đằng này nó vừa hỏi là bằng lái anh đâu, tài xế móc ra đưa bằng lái một cái, bắt đầu cái thằng đại úy công an nó cầm cái đại lái, Tuấn không có một cái ngỏ ý gì kích động, bạn đừng hiểu lầm, Quảng Tuấn không có ngỏ ý gì kích động.
mà Hoàng Tuấn phản biện những cái sai trái của công an giao thông Việt Nam. Họ lạm chức, lạm quyền, hiếp đáp người dân chúng ta. Hôm nay, chẳng họ không may, họ được cái clip của một anh người Việt mà quốc tịch Đức về Việt Nam cầm cái bằng International, được bằng quốc tế Đức. À, tức nước. Là các... Cái bằng quốc tế Đức, Hoàng Tuấn đã tìm hiểu trên mạng là được 175 nước công nhận, trong đó có Việt Nam ký. Nhưng người, những công an này, nếu ra đường làm công an giao thông, cái tối thiểu của anh ta cũng phải biết luật và biết hiểu tiếng Anh. Nhưng không cần, anh ta không cần hiểu dùng những cái từ ngữ mà xa trường học với cái cách mà khôn đồ chứ không phải là công an, để phỉ báng cái bộ công an giao thông, phỉ báng cái công an nhân dân Việt Nam. Vì chỗ đó Hoàng Tuấn phản biện lên những chuyện này. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái ông thủ tướng, thủ trưởng của anh Nguyễn Văn Tâm này, Trung úy Nguyễn Thành Tâm này, còn biện luận là Võ Thành Tâm này là đúng, cái anh Vũ Thành Tùng là người Việt gốc Đức là sai, là cái chuyện anh Trung úy Võ Thành Tâm này bị áp lực. Bạn có hiểu không? Cái là cái chỗ đó, Hoàng Tuấn. Tôi xin lỗi anh Hoàng Tuấn, tôi nói ra trong vòng mấy giây thôi. Tức là cái gì cũng thế, con người chúng ta nói cái gì nó cũng phải có cái chân lý, nó cũng phải từ từ, nó có đầu có đuôi, nó có cái chỗ nọ nó sang cái chỗ kia để chúng ta hiểu được cái vấn đề. Chứ còn tôi nói có rất nhiều cái comment ở đây này, nói chuyện ở đây để mà nghe chứ không phải là nói để rủ nhau đi ăn cướp. Mà coi như thôi, anh quan tâm cái họ làm cái gì. Cho nên tất cả cái comment ở trên đây này, các bạn nghe được thì các bạn nghe cho nó đàng hoàng, các bạn không nghe phải không thì các bạn đừng có comment cái kiểu là thế nọ thế kia ở đây. Ok, yeah. Vũ Văn Tâm. Nghe thì ngồi quanh tai ra nghe, còn nếu không nghe thì biến mẹ nó đi. Nói chuyện ở đây người ta nói chuyện. Không, bên Đức lái xe như Việt Nam vậy, vậy Trần Ngọc Lâm, bên Đức lái xe như Việt Nam. Thì thôi cảm ơn anh Thể. Thì Hoàng Tuấn mong muốn rằng cái livestream hôm nay, cái link hôm nay đó là đi thẳng trực tiếp anh chị em nào có quen hay là thân nhân ông Thượng tá Trần Văn Thương này là Phó phòng Công an Giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh đấy. Ông ta nói khăng khăng là Trung úy Võ Thành Tâm đúng, anh Vũ Thành Tùng là người Việt gốc Đức sai. Theo cái bằng lực và cái bằng International, cái bằng lái xe quốc tế của Đức là không công nhận ở Việt Nam. Cho nên Hoàng Tuấn trước khi đi làm cả đêm nay và ngày nay sẽ xem kỹ và có đủ chứng từ, và Hoàng Tuấn có tâm sự như luật sư của Hoàng Tuấn đã nói lên những cái diễn biến và có cái video gửi cho ông ta. Cái tờ báo mà của ông Trần Văn Thương này, ông Trung tá Trần Văn Thương này là đăng lên trên mạng, Hoàng Tuấn đã copy, Hoàng Tuấn đã nhớ mẫu nhớ, Hoàng Tuấn sẽ dịch tiếng Việt cho gửi luật sư xem. Như Hoàng Tuấn đã nói, cho ông ta thời gian 2 tuần theo cái luật quốc tế, ông ta sẽ cư xử với Trung úy Võ Thành Tâm như thế nào theo một cái pháp lý công quyền để bảo vệ cái quyền làm dân của người Việt trong nước và những anh chị em ở hải ngoại về trong nước là tham gia giao thông có cái công ước công hàm với cái bằng quốc tế mà trong đó Việt Nam công nhận. Nếu mà ông Thượng tá Trương Văn Thương này khăng khăng là Trung úy Võ Thành Tâm làm đúng, làm vì lý do áp lực, áp lực bực bội, không có bánh mì ăn, không có bao bì, cho nên cẩu xe của anh Võ Thanh Tùng này về nhà rồi 4 giờ chiều mới trả lại, thì Hoàng Tuấn sẽ kiện cái vụ này. Nếu đây có em Charlie ở bên Mỹ, Charlie Mi là cô ở bên Đức, Hoàng Tuấn sẽ làm chuyện này, có em này không nhờ chứng kiến, tôi sẽ làm đấy. Tôi nói thật, tôi không có làm, tôi không bao cuộc đâu, mà tôi mong làm sao là như là nói trên đầu là anh Võ Thanh Tùng này, là nếu công an ở thành phố Hồ Chí Minh có mời lên mà phỏng vấn hay là diễn giả trên cái diễn đàn báo chí đó, mong anh nói sạch những gì trong hiện tại anh đã gặp và cái nạn anh thôi, không cần biện luận Hoàng Tuấn, anh không cần là bưng bô là nói cho Hoàng Tuấn, anh chỉ nói là có hay là không thôi, để đó là một cái bằng chứng để Hoàng Tuấn có thể làm trên pháp lý của quốc tế ở bên Đức này, xem cái công an Việt Nam và cách hành xử và khinh bỉ và chỉ nhục cái danh phẩm, cái phẩm chất, cái quyền hạn, cái bằng lái xe của Đức vô giá trị như thế, để xem giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và cái phòng Bộ Giao thông Đức và cái Bộ Ngoại giao Việt Nam cư xử như thế nào.
Tôi nói thẳng nha, tôi làm đó anh thấy. Cái ý của tôi muốn nói với Hoàng Tuấn và tất cả tôi muốn chia sẻ với cộng đồng ở đây á. Chúng ta nói cái này nó liên hệ ra cái khác. Cho nên cái ý của tôi muốn nói rằng là gì? Những cái thằng đại thượng tá này, chúng ta nghe nói lực Việt Nam bó tay lắm. Nhưng thực tế ra cái trình độ hiểu biết của chúng nó chỉ là nhiều thằng nó vịt bạc lắm. Cho nên chúng ta nhìn lại như vậy là một cái vụ kiện của ông Trịnh Vĩnh Bình, à người Việt Kiều Hà Lan phải không, sống ở Hà Lan. Rồi là những gì? Tức là những cái vụ án đó là những cái vụ án nó còn to tát, nó còn gọi là nó còn liên quan, nó còn nặng nề hơn những cái vụ án của những cái thằng Thương này rất là nhiều. Cho nên á, anh biết tại sao Tuấn làm. Tuấn làm là anh thấy giữa cái tình cái Bộ Ngoại giao Việt Nam với Đức đã rạn nứt tới 95% rồi. Trời ơi, cái thì qua cái Trịnh Thanh, Trịnh Xuân Thanh là đã nứt Trịnh Xuân Thanh, rồi chứ không còn cá. Rồi bây giờ tôi nói anh á, bây giờ tới Đức á, nó cắt cái Bộ Ngoại Kinh tế Ngoại giao với Việt Nam là với cái giá mà chi là 843 triệu đô la euro, là hàng không Việt Nam không bay sang Đức được, mà hãng hàng không Lufthansa Đức không muốn bay Việt Nam, thì cái phương tiện giao thông về toàn cầu Việt Nam cũng sẽ đứt. Nếu cái thằng Đức nó thông báo cho Âu nữa thì Việt Nam sống bằng cái gì? Tôi nói với giờ anh hôm nay cái cán bộ những cái hành xử của công an này, của nhà nước một này cái ông họ tự chọc vào mắt họ. Đúng, thì tôi nói mà hôm nay tôi đề nghị Tuấn nói anh Hoàng Tuấn lên diễn đàn đề nghị là ông thượng tá Trần Văn Thưởng này nên có một cái suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Những cái biện luận mà bảo vệ đàn em phải trung thực, bảo vệ cho đúng đắn để bảo vệ lấy được lòng dân, lấy được cái lòng tin tưởng cho 90 mấy triệu người dân, trong đó có anh thì nên làm. Đừng vì đồng tiền nhỏ mọn bẩn thỉu dơ bẩn của đàn em tham ô tham nhũng vì bánh mì vì phong bì mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ danh phẩm, bán rẻ đạo đức. Trời ơi, anh cứ nói hoài tôi có lương tâm đâu mà bán, bọn này làm gì nó có lương tâm đâu mà nó bán. Đấy, tôi nói thật anh đấy, tôi làm đấy. Bọn này nó là con vịt vạc chứ không phải là có cái lương tâm mà nó bán. Nó không có cái lương tâm gì để mà nó bán. Nó ngu dốt cho nên nó mới làm như vậy. Chứ không có lương tâm gì ở đây cả cái bọn này. Nhưng rồi, tôi thôi, ok, định... cảm ơn anh Thủy. Cảm ơn anh Tuấn. Tại vì tôi muốn nói nó nhiều lắm, mà tôi nói ở đây nó nhiều khi nó cũng nhiều người lại không hiểu cái cách của tôi nói. Cho nên tôi nhường diễn đàn lại để anh chia sẻ với mọi người. Ok anh. Đó. Thì thưa anh chị, thì anh Thể của anh cũng là một người Việt trong nước, anh cũng có những cái bức xúc, anh là một người tài xế lái xe, nhưng cái khả năng chia sẻ của anh thì nó mọi người nó hơi dài, mọi người chưa hiểu được cái ý của anh thôi. Ricky Nguyễn không kệ mẹ Việt Nam được, không kệ mẹ được, tôi nói Hoàng Tuấn phải làm được. Charlie Mi ủng hộ anh Tuấn việc này, anh Tuấn chúng ta phải làm, người Việt chúng ta phải làm rõ cái vụ mà công an kinh bỉ cái bằng lái xe quốc tế Đức này được. Anh Tuấn sẽ làm cho tới nay tới chốn, nếu mà ông thượng tá công an Trần Văn Thương, phó phòng công an giao thông ở Sài Gòn 2 tuần mà không có một cái phản ứng với Trung úy Võ Thành Tâm này, thì Hoàng Tuấn sẽ vào cuộc. Hoàng Tuấn sẽ làm cho được ra bảo vệ cái lý, cái lẽ của anh Nguyễn Thanh Tùng là người Việt quốc tịch. Hai nữa, Hoàng Tuấn bảo vệ cho 170 người Việt, 170.000 người Việt trên nước Đức để cùng cho những cái nhân phẩm đạo đức của người Việt trong nước, chứ không phải để họ mượn mặc bộ áo công an là thường người dân gọi là bỏ vàng rồi lên trấn áp người dân bằng mọi thủ đoạn, bằng mọi cái hành pháp, bằng mọi cái hành xử vô văn hóa, xa trường học của Bộ Công an được. Đây là những cái phản biện Hoàng Tuấn hoàn toàn không đồng ý. Vì chỗ đó Hoàng Tuấn cho ông thượng tá Trần Văn Thưởng này trong cái diễn đàn này 2 tuần ông suy nghĩ. Còn nếu ông không làm, Hoàng Tuấn sẽ làm tới nơi. Hoàng Tuấn không bỏ cuộc. Hoàng Tuấn hứa với ông là Hoàng Tuấn nói là Hoàng Tuấn sẽ làm. Không bao giờ có thay đổi. Đó thì anh chị em nào có cái tâm tư nguyện vọng gì lên chia sẻ ha, hay là có những bức xúc gì chia sẻ trên diễn đàn nữa không? Nếu mà các anh chị, cảm ơn các anh chị rất đồng ý. Không được em, tại vì em biết Charlie Mi, em biết anh sẽ kiện họ là họ công an giao thông Việt Nam phỉ báng giá trị cái bằng lái xe International Führerschein của Đức. Em biết không? Anh mướn luật sư Fekes
Phe kẹp khách ta kiện tới cái Bộ Giao thông của Đức để xem Bộ Giao thông Đức cùng bà mẹ kia quyển chuyển Việt Nam như thế nào. Họ khinh bỉ bằng lái xe của Việt, của bằng lái xe thế giới của Đức. Cái đó là cái đó anh làm. Anh làm cái đó để xem họ như thế nào. Anh không thể nào bỏ cuộc em. Đó thì cảm ơn các anh chị nãy là trên những đàn lắng nghe những cái tâm tư nguyện vọng của Hoàng Tướng chia sẻ. Thật sự Hoàng Tướng chia sẻ đây là không có ác ý với người nào anh chị. Hoàng Tướng ủng hộ người dân trong nước. Hoàng Tướng ủng hộ luôn những cái gì lẽ phải của những người dân trong nước. Mà những cái quan sai đó chúng ta phải dạch mặt họ ra. Chúng ta không chấp nhận những người mà ngày đêm mấy mươi năm nay hút máu người dân. Các em bạn trẻ, các thân nhân người dân trong nước chúng ta mỗi lần gặp công an giao thông là phải trốn. Gặp công an giao thông là dùng những từ mà nói thầm sau lưng là đoàn toàn là đồ côn đồ. Mà thật sự hôm nay nó lộ rõ cái bộ mặt côn đồ của nó ra. Cho nên vì chỗ đó Hoàng Tuấn quyết tâm chuyện này Hoàng Tuấn không bao giờ bỏ cuộc. Mong các anh chị ủng hộ và làm sao mà Hoàng Tuấn nói thẳng các anh chị. Hôm nay Hoàng Tuấn lên diễn đàn này live chứ mình chỉ mong muốn làm sao cái live này đi thẳng vào cái văn phòng của công an giao thông thành phố Hồ Chí Minh để cho ông Thượng tá Trần Văn Thương này nghe được và Trung quý Võ Thành Tâm này nghe được những cái hành xử vô văn hóa xa trường học của Trung quý Võ Thành Tâm, khinh bỉ vô giá trị dân phẩm đạo, cái giá trị và cái phẩm cách cái bằng lái xe international của Đức này là cái đó Hoàng Tuấn không chấp nhận. Hoàng Tuấn không chấp nhận. Không phải Hoàng Tuấn ở nước Đức, Hoàng Tuấn mới bưng bô cái người Đức, bưng đứng trên phương diện công lý Hoàng Tuấn sẽ làm mà thôi. Không có nể ai cả. Dù cho ông Tô Lâm có sai Hoàng Tuấn vẫn phản biện, dù cho ông Nguyễn Phú Trọng sai Hoàng Tuấn cũng vẫn phản biện, ông Nguyễn Xuân Phúc Hoàng Tuấn vẫn phản biện, Hoàng Tuấn không có sợ ai cả. Đó. Cảm ơn các anh chị, cảm ơn tất cả anh chị em ủng hộ tinh thần Hoàng Tuấn. Mong rằng từ đây 2 tuần chúng ta sẽ nghe được cái gì quyển chuyển của cái ông thượng tá phó phòng công an giao thông thành phố Hồ Chí Minh này, thượng tá Trần Văn Thương sẽ quyển chuyển hành xử Trung quý Võ Thành Tâm như thế nào. Có đúng như lời Hoàng Tuấn nói không? Thứ nhất, Hoàng Tuấn nhắc lại là đề nghị ông Thượng tá Trần Văn Thương này là kỷ luật khai trừ đảng, là kỷ luật ra khỏi ngành công an để rửa lại cái bộ mặt của Bộ Công an Nhân dân, để nói lên những cái gì ân cần mà người dân mấy mươi lâu nay đang mong muốn nói mà chưa dám nói, để bảo vệ cái lòng dân, bảo vệ sự quốc hận, bỏ chống đối những cái tham ô tham nhũng, bỏ đi cái tệ nạn là ăn bánh mì lấy phong bì. Thì hôm nay cái nhân dịp mà có anh Võ Thanh Tùng là một người Việt gốc Đức về Việt Nam bị cái tình trạng này, họ anh công an Trung quý Võ Thanh Tâm này không ăn được bánh mì, không ăn được phong bì, bây giờ mới câu xe người ta rồi ghép tội những cái hành xử vô văn hóa xa trường học của công an giao thông Việt Nam là nói cái bằng quốc tế của Đức Việt Nam không công nhận đó. Thì cái đó Hoàng Tuấn cũng chưa trách, mà Hoàng Tuấn trách là trách ông Thượng tá Trần Văn Thương lên trên diễn đàn, lên báo chí tuyên bố rằng cái sai trái này không phải là võ của Trung quý Võ Thành Tâm, mà cái sai này sai của một anh Việt Kiều, người Việt, người Đức gốc Việt là anh Võ Thanh Tùng. Vì chỗ đó Hoàng Tuấn lên phản biện, mong các anh chị chia sẻ. Hoàng Tuấn nói thẳng các anh chị trên diễn đàn đây rất nhiều người, Hoàng Tuấn không có khinh bỉ chia rẽ một người Việt nào trong nước ngoài nước cả. Hoàng Tuấn muốn phản biện những cái gì sai, những gì trái của cái ngành pháp lý của công an nhân dân. Họ thường nói là họ vì dân, vì nước. Nhưng thật trạng họ không phải vì dân, vì nước. Họ vì bánh mì, vì phong bì mà thôi. Vì chỗ đó, Hoàng Tuấn muốn cho các anh chị chúng ta ủng hộ tinh thần này. Hoàng Tuấn sẵn sàng làm cho tới cùng. Đó thì cuối cùng Hoàng Tuấn xin kết thúc cái diễn đàn này. Mong các anh chị nào Hoàn Khánh đưa sứ quán là bầu nhìn. Đại sứ quán đâu có lạ gì Hoàng Tuấn đâu, Hoàng Khánh, ông Đồ Sơn đó, lát muốn gửi hình Hoàng Tuấn có chụp hình cho ông ta đây, là ông ta là chức là thứ trưởng Bộ Ngoại giao, hiện giờ là Đại sứ quán Việt Nam ở tại Cộng hòa Liên bang Đức, Đoàn Xuân Hưng. Ông ta về vụ Trịnh Xuân Thanh đã bị Đức cảnh cáo trục xuất mấy lần về Việt Nam rồi, mà chưa tới nay còn viện chuyển chưa xong. Cho nên cái đó
ông đại sứ quán này cũng không phải là cái gì đâu, ông ta không biết một tiếng Đức. Ông ta là trước cái nhiệm kỳ trước là ông ta làm, ông Lò Xuân Hưng này, ông làm nhiệm làm đại sứ quán ở bên Nhật, mà sang đó thay thế chị Hoàng Anh. Chị Hoàng Anh á, cái nhiệm kỳ trước á, của ông này á, thì chị Hoàng Anh rất giỏi. Chị Hoàng Anh là tiến sĩ về pháp luật, chị nói tiếng Đức rất rành, perfect. Mà chị đáng tiếc là chị hết nhiệm kỳ, cái thành nhiệm kỳ chỉ 3 năm trước á, ai người dân bên đây cũng quý. Chị làm hết sức tận tụy một người phụ nữ, mà tánh người rất tỉ mỉ, thông minh, là đẹp, đẹp người trung niên nữa. Nhưng đáng tiếc là hết nhiệm kỳ rồi bị về Việt Nam. Nó không biết giờ chị làm gì của bên pháp lý giao thông quốc tế đó. Cái đó thì mình không biết. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Tổ. Hoàng Tuấn nói Hoàng Tuấn sẽ làm. Các anh chị yên chí được, Hoàng Tuấn ủng hộ. Nó chỉ Hoàng Tuấn mong làm sao tất cả những anh chị em trong nước này, trên diễn đàn hôm nay tìm cách nào share cái link này vào tới các phòng công an giao thông của thành phố Hồ Chí Minh cho Hoàng Tuấn. Share cái link này tới các phòng công an giao thông, xem cái ông thượng tá phó phòng công an giao thông Trần Văn Thưởng này nghĩ sao với lại nói Hoàng Tuấn này, và ông Trung Quý Võ Thành Tâm như thế nào. Họ đừng có nghĩ người dân Việt trong nước thờ ơ người dân Việt hải ngoại là thừa, không có đâu. Đấy. Bình Lê Bỉnh à, một cái đấy thì để coi coi. Ok anh Sơn Bùi Văn, để có một cái người muốn ngỏ ý lên tâm sự chia sẻ đó. Linh Vũ Sĩ có lên không? Ok nha, không lên được. Linh Vũ Sĩ nghĩ lên. Ok, chào Ngọc, Ngọc Anh Trần. Duy Nghĩa, Hoàng Tuấn chấp nhận chữ phản động. Chữ phản động, bạn nên nhớ, chữ phản động nó không đồng nghĩa với phản quốc. Chữ phản động không đồng nghĩa phản quốc. Hoàng Tuấn mong làm sao anh chị em sao share cái link này cho tới phòng công an giao thông của thành phố Hồ Chí Minh cho Hoàng Tuấn. Đó là Hoàng Tuấn cảm ơn. Đấy. Không ai lên được trời. Võ Nhật Thiên không có camera. Không có camera. Ok. Nghĩ Eric. Nó thì thôi giờ nếu trường hợp này anh nào cũng kẹt lên không được. À chào được anh Nghĩa. Chào anh. Ơi chào Nghĩa phải không? Khỏe anh. Hồi nãy, chào Nghĩa Trần. Em thấy cũng hay quá, nhưng mà trước tiên là chào anh và các cộng đồng trên diễn đàn của anh. Thì yeah, các anh em mình ở nước ngoài. Ok nhớ lắm. Chào chứ. Cái này ở nước ngoài. Nói đi Nghĩa. Giống như bữa Nghĩa thấy cái hôm nay Nghĩa thấy cái ông tá gì của bên cảnh sát giao thông ở Việt Nam đã thượng tá Trần Văn Hương. Ông nói theo cái lý lẽ của ông, nhưng mà theo cái ý kiến riêng của mình, một cái người trình độ hiểu biết á, thì thay vì ông làm cách khác, ông chỉnh hay là sửa đổi, ông đừng có vội vã mà hóc tách và đọc lên những cái bài diễn văn như vậy, thì nó không có hay cho với ngành riêng, ngành cảnh sát giao thông thôi. Và nó riêng, cái đó là thật sự, cái đó là chỉ rõ cho cái bộ luật pháp với cái bằng lái Việt Nam á, nó không có cái giá trị gì mà đòi người ta. Cái bằng lái Đức, các anh chị ở Việt Nam biết, các ông cảnh sát Việt Nam biết rằng Đức là một nước trong nước mạnh thế giới và là một cái nước chuẩn mực về luật lệ. Và cái bằng Đức là cái bằng quốc tế, đi nước nào cũng được hết. Các anh chị nên nhớ, tại sao không chấp nhận cái bằng... Có 175 nước thôi. Cái 175 nước, cái bằng Đức được 175 nước. Dạ, thì cái đó là đủ rồi anh. Mà cái bằng quốc tế, mà tại sao Việt Nam phải đòi cái bằng quốc tế của người Việt Nam ở Việt Nam là tại sao? Vậy cần gì bằng quốc tế nữa? Cái vô lý sự tục quá nhiều. Các anh chị biết một cái bằng quốc tế ở đây á, có một cái... Bây giờ tôi hỏi các anh chị, bây giờ tôi đố luôn cảnh sát ở cảnh sát giao thông Việt Nam á, biết luật bằng tụi tôi này không? Tôi đố luôn á. Cảm ơn Marie Thanh Thu Trần. Cứ anh chị cứ xem mạnh làm sao tới một phòng không, công an giao thông xem có nghĩ thế nào. Tôi bất đồng ý kiến của ông, những cái lời của ông nói, tại vì ông trực tiếp ông phủ nhận cái bằng lái quốc tế của riêng của Đức và cả thế giới. Ông không có quyền nói cái chuyện đó. Mà cái người cảnh sát, cái người sĩ quan cảnh sát dưới cấp của ông á
là phải nhận sự cái sự đứng ra phải xin lỗi trong cái cộng đồng và xin lỗi quốc tế. Tại chính anh, xác, chính xác. Các cái xin lỗi quốc tế là thứ phải nhất không... là thứ nhất là Trung Quý đó phải tước ra khỏi đảng, khỏi ngành công an, đứng lên xin lỗi anh Võ Thanh Tùng. Ta chúng ra xin lỗi người ta cái đây, cái như anh phủ nhận đã mình biết rồi. Mình biết là một lần là chính quyền Việt Nam đã làm sai vụ ông Trịnh Xuân Thanh rồi. Thì bây giờ đừng có đụng tới đất nữa. Biết cái luật mình làm sai, từ sai tới sai, thì thay vì mình chỉnh đổi, mình đi lại, mình phá luật lại một lần nữa. Nghĩ thế nào? Đâu phải cái gì mình dạy con, đâu phải là đóng cửa mà dạy đâu. Phải mở cửa dạy ra. Các sĩ quan của anh nó không có đủ trình độ mà nói những cái không phủ nhận là cái bằng lái quốc tế người ta đâu. Chính xác. Các anh không có đủ trình độ mà làm chuyện đó. Một cái bằng lái quốc tế người ta, khi người ta học lái xe bên đây người ta rất là giỏi. Vấn đề lý thuyết và thực tập, các anh giờ tôi đố luôn các anh, tôi thách thức các ông á, các anh biết luật quốc tế bằng chúng tôi không? Nhưng mà luật Việt Nam, có luật lái xe từ Việt Nam từ đâu? Là từ Pháp mà ra. Các anh làm gì mà có luật? Mà các anh lấy luật từ đâu? Là từ thời Việt Nam Cộng Hòa người ta để lại. Mà thời Việt Nam Cộng Hòa là dựa vào cái luật của Pháp. Mà luật của Pháp là hiện bây giờ hiện hành luật là xài trên quốc tế. Các anh phủ nhận vậy đâu có được. Cái luật người ta anh có... anh Hồng Vinh phép vua thua lệ làng. Hồng Vinh đợt này không có thua lệ làng được đâu. Đợt này là thua lệ quốc tế, không có lệ làng được. Tuấn nhúng chân giò không có lệ làng được đâu. Thì bây giờ nghĩ xin vài lời với anh, nghĩ thấy là rất là bất mãn coi cái clip đó. Thay vì có một vị sĩ quan đó đã nói, khi mà có một đã nói mình chức là sĩ quan ra đường thì phải tức nhất là phải hiểu luật rất là không chính không xác. Phải không có phải giải quyết vấn đề theo cái quán tính của mình hay là cái kiến thức của mình quá thấp. Các anh phải nên cho các vị sĩ quan, các anh đi học luật quốc tế, lái xe quốc tế đi. Bây giờ tôi bảo đảm, bây giờ anh mang những cái người cảnh sát thôi, chính ông ra ông thi trắc nghiệm cho tụi tôi đi. Ông thi coi ông biết luật bằng tụi tôi không. Cái đó không, mình thấy có cái là Nghĩa với ông Nghĩa với Hoàng Tuấn bất đồng ở lúc 12 giờ trưa. Mà lúc đó là Hoàng Tuấn đang lái xe, đang chạy lao mà mình cảm thấy đọc cái tờ báo mà mình không chịu được. Tôi nói tại sao lính ông sai, ông sỉ nhục cái giá trị danh phẩm cái bằng lái xe của Đức là cái tội đó đó. Cái tội đó mà Nghĩa biết anh Tuấn mà thưa cho mình luật sư, mà luật sư giao thông bên đây á, nó kiện lên tới phòng giao thông, cái bộ giao thông Đức á, thì Việt Nam ăn đoan. Mà anh thưa Việt Nam ăn đoan. Đâu, bây giờ anh phải đưa ra chỗ mà anh, cái chỗ mà nó kêu là traffic forbidden á, forbidden ở là traffic forbidden á. Anh phải đưa. Cho nên cái nói đó, Hoàng Tuấn dịch cho hết, Hoàng Tuấn đưa cho luật sư mà luật sư chuyên nghiệp về giao thông đấy. Nó liên minh tới cái bộ giao thông của Đức, thì bộ giao thông Đức giờ biết giữa Việt Nam với Đức hiện giờ như thế nào rồi. Mà cái chuyện này mà động tới bà mẹ kê nữa đó, thì Việt Nam với Đức như thế nào đây? Dạ. Xin bị phỉ báng cái giá trị danh phẩm của người Đức. Cái tội đó thôi, tôi không cần nói cái tội nào nữa. Thế thêm thượng tá này em nghĩ như thế nào? Hoàng Tuấn đáng buồn một cái là một người thượng tá có danh quá mà binh bưng bô cái đàn em kiểu mà cái cách kiểu xa trường học này, cho nên gì chỗ đó Hoàng Tuấn không chấp nhận được. Nếu trường hợp ông ta nói ok, Trung Quý Võ Thành Tâm, chúng tôi sẽ nghiên cứu xử lý chính xác anh để cho hài lòng người dân, để mời anh Võ Thanh Tùng lên để giải hòa hay là xin lỗi, ok, chuyện đó tôi không có nói không. Ông ta biện luận là chuyện Trung Quý Võ Thành Tâm làm đúng là gì, đúng là anh Võ Thanh Tùng là người Đức, có việc này là làm sai. Mà cái đó sai mà là cái đó thì... mà cái đó, đó ông sao chịu. Bây giờ tôi hỏi anh bây giờ tôi hỏi anh thượng tá, ông thượng tá, cái người lái xe đó, người ta sai là người ta sai, cái lỗi là người ta lái xe quá tốc độ như ông đã nói, quá tốc độ có chỉ 63/50 nha, cứ phạt có chịu thôi. Thì mà nhưng mà cái bằng lái của người ta đưa ra, nếu đợt hợp tôi là ông á, tôi không hiểu tiếng ngoại quốc á, nhưng mà tôi đây là cái bằng lái quốc tế, thì đừng bao giờ một người sĩ quan cảnh sát không bao giờ mà phát ngôn là không phủ nhận đúng bằng lái của mình. Đừng bao giờ mình không biết thì mình nói bây giờ phải gọi điện về cấp trên hay là phải gọi điện về qua sở giao thông. Chính xác, có nhiều đường đó mình giải quyết, không có mang cái quyền lực mình ra. Thì mình các ông đã quen rồi, các ông đã quen phù phép với người Việt Nam rồi, các ông có đụng với người nước ngoài, ông có được quyền. Nhất là mình phải có cái trình độ, cái kiến thức của người sĩ quan cảnh sát. Mà cái kiến thức của người sĩ quan cảnh sát á, là cái gì? Là cái tấm gương của người dân mình. Các anh biểu đất nước chạy, các anh biểu cái chiếc xe chạy cho đúng luật, mà các anh không làm đúng luật thì là các anh là gương gì? Các anh làm gương cái người kiểu mẫu, gương của đồng bào mà các anh không hiểu luật
Các anh không biết luật, các anh phủ nhận tất cả. Mặc dù các anh biết cái đó là sai đó, tôi nghĩ là anh biết là sai đó. Nhưng mà các anh vẫn phủ nhận, chính ngay cả ông cũng phủ nhận. Cái người lính của ông, cái người sĩ quan của ông làm. Ông là người đại diện cho chính quyền, người đại diện cho luật pháp. Mà ông còn làm sai thì bây giờ ông muốn ai là làm đúng bây giờ? Ông đâu có trách người dân. Bây giờ Hoàng Tuấn hỏi một câu đơn giản cho anh chị em trên diễn đàn, 1.300 người trên diễn đàn này. Anh chị ở trong nước á, Hoàng Tuấn không nói chuyện anh chị hải ngoại. Nếu anh nói chuyện anh chị hải ngoại thì các anh chị nói là anh em chúng tôi là chống đối cộng sản, bưng không hài lòng cộng sản. Hoàng Tuấn hỏi một câu, anh chị nói đúng là số 1 mà sai là số 2. Tất cả người dân trong nước hiện nay có bằng lòng với cách cư xử hành xử của công an giao thông không? Anh chị trả lời cho tôi. Nếu bằng lòng số 1, không bằng lòng số 2, anh chị trả lời cho tôi biết. Câu hỏi đơn giản thôi. Đó thì bao nhiêu cái đau thương, bao nhiêu cái vấn nạn mà tham ô tham nhũng tràn lan, báo chí đăng, tất cả báo chí chính thống của họ đăng, họ bắt họ xử một người tài xế trong vòng tích tắc 30 giây, trong vòng 20 giây là họ thả cho đi, không cần biết chiếc xe đó là như thế nào. Cái tình trạng đó đánh áp người dân chúng ta đã quá đủ rồi. Nhưng hôm nay cái may, Hoàng Tuấn nói cái may hôm nay á, là anh Việt Kiều này anh có đủ bằng chứng, đủ giấy tờ và đủ pháp lý và có chứng từ những hành xử của một người trung úy công an xa trường học này, những cái phỉ biến danh danh phẩm và giá trị cái bằng cấp của nước Đức. Cái đó là cái Hoàng Tuấn muốn nói với ông Thượng tá Trần Văn Thưởng này. Anh chịu không? Cái đó Hoàng Tuấn mới nói với Thượng tá Trần Thưởng này để cho chúng ta nhận thấy được cái giá trị, cái nhân phẩm đạo đức con người Việt chúng ta không phải là vì một ổ bánh mì hay vì một phong bì mỏng nào đó mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ cả dân tộc. Cái đó cái Hoàng Tuấn không chấp nhận. Vì đó hôm nay Hoàng Tuấn mong các anh chị là thông cảm. Hoàng Tuấn nói thẳng lần nữa là Hoàng Tuấn không có cố ý ghét bỏ một người Việt nào trong và ngoài nước cả. Hoàng Tuấn muốn đòi lại công bằng, dân chủ, bảo vệ cái quyền lợi của người dân trong nước đã bao lâu nay bị công an hiếp đáp dân chúng ta quá đủ rồi. Chính xác anh. Cái đây cái quá đây, đủ rồi. Cái mình là mình nói vấn đề ở đây, cái vấn nạn hôm nay á là cái người riêng nói cái ngành cảnh sát giao thông á không có mang luật pháp ra mà dạy cho dân, không có mang cái sự hiểu biết của mình á để truyền đạt cho dân. Thì cứ đi đổ thừa người dân là thiếu hiểu biết, cái đổ thừa người dân là chạy lộn sổ hiểu biết. Từ đâu mà ra? Đúng rồi, anh không chấp nhận được. Bằng lái giả nhiều quá, làm sao anh biểu cái người dân mình làm sao mình luật tuân thủ luật pháp, tuân thủ luật lệ mà chạy cho đúng luật? Tại những bằng các anh đã điều bán ra cho dân hết. Đúng. Cái đó là công nhân đức đó, ông Trung Quý là sai, nó sai toàn hoàn toàn. Họ sai hoàn toàn mà họ phủ nhận. Ông sếp này là ông phó phòng công an giao thông thành phố Hồ Chí Minh đó. Ông nói là cái chuyện này sai á, thì bị áp lực. Mà các anh các chị xem lại, bạn trẻ trong nước nhìn kỹ cái video clip đó, là cái đội mà đi kiểm tra đó 4 người, chứ không phải một ông trung úy Võ Thành Tâm gì đâu. 4 người mà cách cư xử, cách ăn nói của họ, cái văn hóa của họ cư xử nó quá tồi tệ. Làm quyền cái văn hóa cư xử quyền, của họ quyền anh. Họ cứ nghĩ họ cứ nghĩ là anh Võ Thanh Tùng là người trong nước hay thế nào đó. Họ cư xử là thấy người Việt Nam là cảm thấy mà cái quần áo đẹp bo là đủ để kiếm bánh mì và kiếm phong bì thôi. Nghĩa thấy cái clip đó, cái bất mãn một cái vừa bất mãn mà vừa buồn cho cái ngành cảnh sát giao thông ở Việt Nam. Đúng. Cái anh đó là một trung úy cảnh sát chứ đâu phải là dân lính lát bình thường. Cái một sĩ quan cảnh sát á nó rất là quan trọng. Tại cái sĩ quan cảnh sát người ta ở đây không biết ở đâu, nhưng mà những cái nước châu Âu hay là những cái nước tự do người ta đào tạo 4 năm trên trường đại học. Mà khi mà người ta ra chuẩn mực, người ta làm việc người ta rất là chuẩn mực. Và như tôi mà như anh nghề anh gì đó cũng đó, thế thôi. Việt Nam làm không nói là Hoàng Tuấn, Hoàng Tuấn sẽ nói trên lực quốc tế với họ chứ không phải nói lực Việt Nam với họ đâu. Hoàng Tuấn không còn cái gì biện luận với cái lực Việt Nam, với cái bộ công an này cả, với cái những phòng ban. Hoàng Tuấn này dựa theo cái phương diện lực quốc tế nói chuyện với họ. Mà chứ nghĩa thấy vô lý, nên nói là bằng lái quốc tế ở Nam cấp cần gì cái người ta đã có cái bằng lái quốc tế, cái chữ quốc tế International Driver License tới rồi, thì bây giờ mà còn về Việt Nam nữa rồi còn kêu Việt, ở đó Việt Nam phải cấp thêm một cái bằng lái quốc tế ở Việt Nam là sao? Tôi không hiểu luôn á.
mà trong khi Việt Nam á các bạn, kiểu Việt Nam á là không được, nó cuồn đường, nó cuồn đường, nó thấy tướng này không chịu chi phải không, không cho ăn bánh mì, không cho phong bì, nó cuồn đường rồi nó muốn phạt người ta thôi, hết tướng này vào đường cùng, người ta lái quá tốc độ 13 cây số thôi, đó phạt người ta thôi, chứ đâu quy trình sai không cần sửa, đâu phải sai không cần sửa là cách việc của chính quyền cộng sản mà đều đúng. Cảm ơn anh. Rồi vậy thôi ha, cái chia sẻ anh chút xíu rồi anh cho ok lên. cảm ơn Nghĩa, cảm ơn cho các anh chị anh diễn đàn Quần Tửng hôm nay, rất vui các anh chị ủng hộ cái tinh thần của cái tiếng nói Quần Tửng phản biện cái sai cái trái của ngành công an mà đã bao lâu nay họ trấn lấn áp người dân chúng ta quá nhiều. Hồi xưa 10 năm trước Quần Tửng cũng bị cúng hơn triệu bạc, Quần Tửng bị cúng triệu bạc từ Mỹ Tho Sài Gòn đấy, cũng hai anh em chạy chiếc xe Honda từ đi về quê lên Sài Gòn nửa đêm, công an nó chặn, thấy mặt Quần Tửng lạ, không phải là mặt trắng mập mập có bông sữa nè, tướng này không phải trong nước, nó hốt cho 1 triệu bạc, thì ai không bị, anh ở Việt Nam ai không bị, hỏi những người trên diễn đàn này ở Việt Nam ai không cúng cho đấy. Tụi đó ai cũng cúng cho cái tụi đó giờ không có ai mà không cúng hết trơn á, thì lẽ ở cho nên Quần Tửng nó thật sự anh chị, hôm nay Quần Tửng lên diễn đàn đây là cảm ơn Nghĩa Eric. Quần Tửng muốn nói cho chính quyền cộng sản, nhất là bên phòng công an giao thông thành phố Hồ Chí Minh, ngay thẳng ông thượng quý thượng tá Trần Văn Thưởng, ông có thời gian 14 ngày cùng với Quần Tửng, nếu ông có không đủ khả năng xử lý trung quý Võ Thành Tâm này ra cộng đồng mạng, rõ ràng không được, không có khả năng tước quốc quân tịch, tước quân hàm, tước đảng, ông cứ biện luận là trung quý Võ Thành Tâm này đúng, thì Quần Tửng sẽ làm biện pháp quốc tế cùng với ông. Để Quần Tửng chỉ cần 4 chữ thôi, phỉ báng danh phẩm và chất lượng bằng lái xe Đức, chỉ bao nhiêu đó thôi, lúc đó ông sẽ nghe Đức nói chuyện với ông như thế nào. Quần Tửng nói là Quần Tửng sẽ làm. Rồi kỳ đó người ta thì anh dịch ra tiếng Đức về đưa cho cái clip này, đưa cho mình đánh, mình đưa cho cái Bộ Giao thông Vận tải bên ở bên Đức. Không, bây giờ không, Quần Tửng phải đi thẳng, Quần Tửng phải đi từ Đức một, đi từ dưới, cho chờ 14 ngày, nếu ông ta không quản chuyện, anh Tuấn sẽ mướn luật sư giao thông. Nói chuyên nghiệp luật sư không? Lúc đầu nó mới làm. Cái bằng lái quốc tế thì bây giờ ông đưa lý do tại sao ông công nhận, thì bây giờ ông đưa cái lý do chính đáng ra đi. Đấy, rồi Quần Tửng chờ nha. Anh Võ Thanh Tùng này sang Đức á. Nó đụng tới châu Âu. Quần Tửng chờ Võ Thanh Tùng sang Đức. Còn Quần Tửng sẽ liên hệ bằng cho được Võ Thanh Tùng. À, các anh chị em nào nếu mà biết Võ Thanh Tùng hiện nay Sài Gòn á, share cho Võ Thanh Tùng vào trong cái video clip này. Mà cái để Võ Thanh Tùng có ai share ra anh Quảng Tướng Bạch, ai à, bên nhân dân chủ này, ông nào share ra cái clip của anh đó? Clip đó là clip hình như là trong cái tờ báo không à, cái anh Việt Kiều, anh Võ Thanh Tùng này share đấy. Cái băng có đi 4 người đi chính xe du lịch đấy. Họ share ra 4 người đó mà không biết người nào. Đó thì mong là Võ Thanh Tùng mà nghe được cái video clip, cái live stream hôm nay của Quần Tửng á, thì anh sang Đức á, anh liên hệ Quần Tửng, rồi chúng ta sẽ ngồi lại, chúng ta phải tìm ra một giải pháp, lấy lại cái minh bạch công lý cho anh, lấy được cái danh phẩm đạo đức, cái danh phẩm của anh là một người sống có bằng cấp quốc tế, để cho chúng ta biết.